các bạn cầm máy như thế này. Đây, các bạn cầm máy như thế này, nếu mà các bạn cầm máy như thế này các bạn quay là nó rất là lỏng lẻo, tay chân nó rất là lỏng lẻo. Nó vô cùng lỏng lẻo luôn. Nghe không? Các bạn cầm máy làm thử theo anh Hiếu nha. Cầm máy như thế này là rất là lỏng lẻo. Nó là các bạn cầm máy như vậy là luôn luôn máy nó bị rung lắc. Mà một cái video mà bị rung lắc là người ta không thèm coi đâu, coi chán nó đau mắt. Nó nhức mắt, không có hấp dẫn. Rất là boring, nó không có chuyên nghiệp. Nó việc bạn cầm máy là một việc rất là quan trọng. Nó Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn cầm máy sao cho chắc chắn. Nghe không? Thì các bạn cầm máy là thứ nhất là cầm máy là các bạn cầm động tác tay như thế này. Thứ nhất là tay này các bạn cầm như thế này. Được chưa? Tay này các bạn cầm như thế này. Được chưa? Và tay này các bạn hỗ trợ vào hai tay, luôn luôn cầm máy bằng hai tay như thế này. Được chưa? Cầm máy quay bằng hai tay, trên điện thoại cầm hai tay, chắc chắn không được rung. Rồi, anh Hiếu sẽ đứng dậy Hiếu mô tả cho các bạn coi nha. Rồi, các bạn cầm máy á, các bạn hãy cầm máy bằng hai tay như thế này, đừng có cầm máy lỏng lẻo vậy nha, đừng cầm máy lỏng lẻo rồi quay lỏng lẻo rồi không an toàn đâu, nó rung. Mình bắt đầu tập hãy cầm máy như thế này, cầm giùm anh Hiếu như thế này. Cái phần cùi chỏ này các bạn tùy vào người mình, tùy cùi chỏ vào người mình, được chưa? Cái tay này cùi chỏ bên này cũng tùy. Rồi ha, cái tay mình sẽ giữ cái phần máy như thế này, luôn luôn tay mình sẽ giữ phần máy này. Và khi mình di chuyển á thì cái phần thân trên này, nửa thân trên từ thắt lưng trở lên này, từ thắt lưng trở lên này các bạn phải giữ y nguyên, đừng chuyển động cái phần này, đừng lắc lư cái phần này, mà chuyển động cái phần dưới chân thôi. Các bạn nên chuyển động dưới chân đấy, di chuyển bằng chân thôi. Các bạn đưa ngang qua ngang lại là hãy cầm chắc chỗ này. Đúng không? Các bạn nên cầm chắc như thế này và di chuyển là di chuyển phần dưới chân thôi. Thì nhân viên công ty mình có kênh là Nội Thất Nha Trang, các bạn có thể là lên YouTube các bạn search Nội Thất Nha Trang thì các bạn thấy toàn bộ video Nội Thất Nha Trang toàn bộ là của công ty mình hết, là công ty Nội Thất Happy Home. Và Hiếu cũng là người đầu tư bất động sản tại Khánh Hòa và Phú Yên, thì mình đầu tư một rất là nhiều bất động sản, đó là công việc của Hiếu hiện nay. Còn cái vấn đề mà dạy video marketing này thì là Hiếu là một học trò, đang là học trò coaching 1:1 với lại của Nguyễn Hữu Lam. Thì thầy Nguyễn Hữu Lam yêu cầu Hiếu là vào cái cộng đồng của thầy cùng chia sẻ những cái video để cho mọi người có thể sử dụng video để làm tốt cho cái việc làm marketing của mình. Anh Hiếu có mặt ở đây nên cùng chia sẻ cho các bạn nha. Bây giờ mình Hiếu giới thiệu qua vậy thôi. Rồi bây giờ là khi mà làm marketing online thì trong thời điểm bây giờ các bạn phải hiểu như thế này, là nếu như mà làm marketing online mà thiếu đi phần video thì các bạn sẽ mất đi rất là nhiều lợi thế. Phải nói là mất đi tầm phải là 40% lợi thế. Bởi vì nền tảng video hiện giờ là một cái phổ biến rất là phổ biến. Nên là mọi người đều sử dụng video, tất cả mọi người đều sử dụng video để quảng cáo công ty mình, quảng cáo doanh nghiệp, quảng cáo về mặt hàng của mình. Nhưng mà cũng song song với đó là việc video á, là một cái việc cũng rất khó làm. Nó là rất là nhiều người e ngại làm video. Các bạn có thấy điều đó không? Rất là nhiều người e ngại làm video. Bởi vậy là cái đó mới là cái mà để cho mình có cơ hội mình vượt lên đối thủ của mình. Đúng không các bạn? Nó là giống như là trước đây á. Mỗi khi mà Hiếu muốn quay một cái video á, là Hiếu phải thuê một cái đội về nó quay cho công ty Hiếu. Thì một cái đội nó quay vậy là thông thường là Hiếu sẽ mất nó, Hiếu trả cho nó từ 20 tới 25 triệu. Mà nó quay cho mình một video khoảng tầm 1 phút rưỡi thôi. Mỗi một video 1 phút rưỡi thôi, mình đã mất nó là khoảng 20 tới 25 triệu rồi. Nên là rất là ngần ngại cho cái chuyện làm video đó. Thật sự là làm video mà mất 20 tới 25 triệu thì bởi vì nó mình làm video nó đâu thường xuyên được. Với lại là phải nhờ người ta làm, nó mất công thời gian, nó mất công việc của mình phải không chủ động được. Bởi vì nó rất là ngần ngại làm video. Nên hồi đó mà nói là xây được một kênh YouTube là không nghĩ tới luôn. Không nghĩ tới chuyện xây một kênh YouTube luôn. Lâu lắm 2-3 tháng rồi làm được một video là để chạy quảng cáo thôi. Trong thời gian đó thôi. Nên bởi vì mình thấy một cái điều đó nó rất là bất cập trong công việc của mình. Nó bắt buộc là mình tham gia những cái khóa học video, làm video marketing. Mình học video và mình áp dụng cho công ty mình được vài năm rồi.
thì cái việc làm video tới bây giờ nó rất là dễ dàng đối với mình. Mình muốn làm video lúc nào làm, không phải tốn 25 triệu một lần quay nữa, mà không phải là mình làm được, mà mình dạy cho tất cả các bạn thân của mình, các cái đồng nghiệp của mình, các cái nhân viên của mình đều có thể làm video dễ dàng. Mà bây giờ là những nhân viên của mình là họ có thể làm video bất cứ lúc nào, đi du lịch cũng làm video cho gia đình, có thể quay video đám cưới, quay video sinh nhật, là mọi bạn là có thể làm được hết, rất là đơn giản. Nên hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn, để các bạn thuận tiện trong cái việc mà làm marketing online cho mình. À, thì hỏi tại sao mình cần phải làm video đó, thì các bạn phải video quảng cáo về sản phẩm, thì các bạn có rất dễ chuyển đổi từ một cái video để khách hàng nó tin tưởng cái sản phẩm mình, để nó tìm đến mình rất là dễ dàng. Ví dụ như là các bạn làm về bất động sản đi, các bạn làm về bất động sản, như thế là về bất động sản nè, chú chụp một cái tấm hình về cái miếng đất đó, chú đăng lên, thì người ta chỉ coi vậy thôi, ít ai mà quan tâm sâu vào, bởi vì người ta không nắm rõ cái tình thế. Thì các bạn nghĩ sao nếu như mà mình có một cái lô đất ở một cái xã ven đô rồi vậy, thì mình quay một video mà nói về cái miếng đất đó là đường vào như thế nào, nó có những tiện ích bên hông như thế nào, khu vực đó như thế nào, người ta nhìn rất là rõ, để người ta khách hàng ở từ xa họ nhìn cái video đó rất là rõ, để có thể họ liên hệ với mình dễ hơn, tin tưởng cái sản phẩm đó hơn. Hoặc là các bạn muốn bán một cái căn biệt thự hoặc là một cái căn chung cư, thì bạn cũng quay video và các bạn mô tả rõ bằng video, thì các bạn gửi lên, thì nó rất là thuận lợi cho cái việc bạn bán hàng. À, hoặc là mình có sản phẩm thì mình review sản phẩm, mình nói rõ về cái sản phẩm đó thì mình sẽ bán hàng rất là dễ. À, một cái thứ hai là bạn quảng bá và thương hiệu của mình. Nếu mình quảng bá và thương hiệu thì một cái video cũng nói rõ hơn là những tấm hình bạn chụp. Ví dụ thương hiệu mình chụp một cái showroom, một cái shop rồi vậy, mình chụp được vài tấm ảnh thôi, người ta chỉ coi vài tấm ảnh thôi. Nhưng mà nếu bạn làm video chỉ cần một phút thôi, các bạn show hết tất cả các cái góc ngách của trong cái showroom của mình để cho khách hàng họ coi dễ hơn. À, rồi ví dụ như bạn bán một cái sản phẩm nào đó mà tương đối nó khó sử dụng, thấy không? Hoặc là bạn bán một cái sản phẩm chẳng hạn như là điện lạnh nè, về điện lạnh chẳng hạn, về tivi chẳng hạn, như điện máy chẳng hạn, thì bạn nên làm một cái video để hướng dẫn người ta sử dụng và gửi cho khách hàng. Đó là một điều người ta rất là thích, mà làm một video hướng dẫn sử dụng sản phẩm gửi cho khách hàng, người ta rất thích, yêu mến mình ngay. Đây là cái mà Hiếu thường làm. Ví dụ như là những cái bộ bàn ăn hoặc là những cái sofa mà cần gửi đi xe, Hiếu tháo rồi ra, thì Hiếu làm một cái video là hướng dẫn người ta lắp ráp từng chi tiết là Hiếu kèm theo cho người ta. Khi mà người ta nhận hàng, người ta gửi video qua, người ta coi, người ta cầm điện thoại, người ta coi, người ta ráp lại được liền. Đó là một rất là thuận lợi cho về việc video. Rồi mà vì mình review một cái sản phẩm á, thì mình review càng kỹ chừng nào, càng nét chừng đó, càng khách hàng nó càng tin tưởng vào cái sản phẩm mình á. Mình chỉ cần có một cái, các bạn bán một bộ quần áo đi, đồ thời trang đi, bạn chụp hình, bây giờ chụp hình thì khách hàng hầu như là người ta coi hình người ta ớn rồi, nhưng mà coi video thì người ta rất là thích, thấy không? Các bạn video, tận dụng được video, có thể mình làm rất là nhiều thứ trong cái việc mà video marketing. Và mình một cái lợi nữa, chỉ cần mình làm một cái video thôi, bạn làm một video bạn có thể đăng được tất cả các cái nền tảng, từ Facebook, từ Zalo, YouTube, TikTok, các bạn có cái kênh nào thành lập ra thì cái video đó các bạn có thể đẩy tới cái kênh nó được hết. Nên là việc làm video cũng rất là cần thiết. Và một cái việc nữa là các bạn có một bí mật là chạy quảng cáo video vô cùng rẻ, nhất là chạy quảng cáo trên YouTube vô cùng rẻ luôn, rẻ hơn tất cả các cách chạy khác, chỉ vài chục ngàn cho một lượt tiếp cận trên video thôi. Hiếu chạy mỗi lần Hiếu chạy là khoảng chừng 400.000 cho một ngày, thì nó tiếp cận Hiếu là vài ngàn khách hàng, chỉ có 400.000 một ngày thôi, nó tiếp cận được vài ngàn khách hàng. Nhưng bao nhiêu thứ đó là để cho các bạn biết là video rất cần với là cái việc kinh doanh của mình, đúng không các bạn? Các bạn thấy điều video nó có cần thiết cho việc kinh doanh của mình không? Các bạn comment với Hiếu đi, comment thế là việc đó nó cần thiết không? Cần thiết cho việc kinh doanh của mình không?
Rồi, rất cần, đúng rồi. Nếu mà các bạn nào để giúp đi vào cái tư duy một tí xíu thôi, các bạn nào cảm thấy nó cần, vì sao mình phải đi học video, thì mình sẽ học tốt hơn, mình sẽ chịu làm hơn. Chúng mong là các bạn thấy cái tầm quan trọng của video, mà để các bạn chịu học, chịu làm, chịu thực tập, để mình cùng nhau mình có những cái video thiệt hay, thiệt đẹp. Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn tất cả các cách thức để làm video ha. Rất cần luôn, đúng rồi, rất cần luôn. Và các bạn biết không, bây giờ là nền tảng TikTok, nền tảng TikTok bây giờ bạn thấy là một xu hướng không, một xu hướng rất là phát triển mạnh, phát triển cực kỳ mạnh. Mà nếu như mình không biết làm video, sao mình làm TikTok tốt được? Biết làm video phục vụ cho cái việc mình đăng những cái video lên TikTok rất là dễ dàng. Ok, thì bây giờ việc đầu tiên, cái đầu tiên là các bạn cần nắm được, rồi từ từ chặn rồi, ok. Rồi, cái việc đầu tiên các bạn nên lưu ý, việc đầu tiên để lưu ý mà khi mình làm video nha, đầu tiên các bạn lưu ý một điều như này: mọi người khi mà quay video là đều bắt đầu bước quay là cầm video là quay liền, cầm máy là quay liền. Đó là một cái mà các bạn không để ý tới. Mỗi khi cầm điện thoại ở đâu là các bạn quay ở đó, điều đó là các bạn không để ý tới. Là bởi vì khi mà các bạn cầm cái máy quay như thế này thì có một dấu tay trên cái con mắt này thôi, một dấu tay trên cái chỗ cái mắt này thôi, nó sẽ làm chất lượng hình ảnh, chất lượng video giảm sút rất là bị mờ, nó không được trong. Nên là các bạn mỗi khi các bạn quay, các bạn nhớ một điều là phải vệ sinh giùm cho mình cái này. Điều này là rất là quan trọng nha. Vệ sinh ống kính trước khi quay là một việc rất là quan trọng. Mỗi khi quay là vệ sinh ống kính. Được chưa? Một vệ sinh ống kính trước khi quay nha. Điều lưu ý thứ hai là bạn nên dùng camera sau. Nên dùng camera sau, đừng dùng camera trước. Bởi vì sao? Chất lượng của video camera trước kém hơn video sau rất là nhiều. Nên hãy dùng camera sau để quay, tất cả quay, mình quay chuyện gì cũng dùng video sau. Còn cái video cái này trước để selfie thôi, chụp hình thôi, hoặc là tự mình điều chỉnh ánh sáng rồi thôi. Trước khi mình setup, mình điều chỉnh ánh sáng bằng cái camera trước, nhưng mà khi quay thì hãy sử dụng camera sau mà quay. Đó là hai điều lưu ý nha. Chú sẽ lưu ý tất cả các bạn toàn điều cần thiết là các bạn hãy làm nha. Và một cái thứ ba là các bạn thường xuyên như thế này. Cái thứ ba là các bạn thường xuyên. Bây giờ nó đang đứng cái này rồi. Ôi trời, lưu ý làm video rồi. Ok. Rồi cái thứ ba, các bạn thường xuyên bị như thế này. Các bạn đi quay á, các bạn đi quay phim một cái gì, các bạn lúc á thì các bạn quay ngang thế này. À, cái lúc mà bạn quay đứng đó, lúc trạng thái là quay ngang, lúc trạng thái thì quay đứng. Khi mà bạn quay vừa ngang vừa đứng như thế này thì nó là hai định dạng video khác nhau hoàn toàn. Thì các bạn về các bạn biên tập lại với nhau là video đó cực kỳ xấu, lúc thì ngang lúc thì dọc, thì video đó không có định dạng chuẩn, nó cực kỳ xấu, người coi chán luôn, thật chán, coi vậy là rất là chán, không ai thích cái video mà vừa ngang vừa dọc. Mà đây là một cái lỗi mà rất là nhiều bạn mắc phải. Lúc thì cầm máy ngang, lúc thì cầm máy dọc trong một vấn đề cùng cần quay, mà cái cú máy lại không sử dụng đúng. Thì các bạn nên nhớ một cái điều lưu ý như này: khi mà quay một vấn đề gì, hãy nhớ giùm mình, ngang là ngang luôn, dọc là dọc luôn. Hãy quay, hãy chú tâm vào việc này, để khi nào mình về mình biên tập video á, là nó sẽ chót nhất thống một kiểu thôi. Thì bây giờ nếu như các bạn quay cho mục đích gì thì các bạn hãy lưu ý tới cái vấn đề cầm máy. Nếu mà các bạn quay cho YouTube thì các bạn cầm máy ngang, nghe không? Các bạn quay cho TikTok thì các bạn cầm máy dọc.
Đó, chỉ hai nền tảng này mình để ý thôi. Còn Facebook thì ngang dọc gì cũng vô được. Phải không? Ngang dọc gì cũng vô được. Nên là các bạn nhớ hai lưu ý giùm mình cái này. Nha. Rồi cái tiếp theo nữa là các bạn cầm máy. Động tác cầm máy là một việc rất là quan trọng mà các bạn không để ý tới. Đây là hôm nay anh Hiếu nói những cái điều này tưởng chừng như nó rất đơn giản nhưng mà nó ảnh hưởng tới video của các bạn rất là nhiều. Như là các bạn cầm máy như thế này nè. Đây anh Hiếu mô tả nha, các bạn hay cầm máy như thế này. Đây, các bạn hay cầm máy quay, các bạn cầm máy như thế này. Đây, các bạn cầm máy như thế này, nếu mà các bạn cầm máy như thế này các bạn quay là nó rất là lỏng lẻo, tay chân nó rất là lỏng lẻo. Nó vô cùng lỏng lẻo luôn. Các bạn cầm máy làm thử theo anh Hiếu nha. Cầm máy như thế này là rất là lỏng lẻo. Nên là các bạn cầm máy như vậy là luôn luôn máy nó bị rung lắc. Mà một cái video mà bị rung lắc là người ta không thèm coi đâu. Coi chán nó đau mắt, nó nhức mắt, không có hấp dẫn. Rất là boring, nó không có chuyên nghiệp. Nên là việc bạn cầm máy là một việc rất là quan trọng. Nên anh Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn cầm máy sao cho chắc chắn. Thì các bạn cầm máy là thứ nhất là cầm máy là các bạn cầm động tác tay như thế này. Thứ nhất là tay này các bạn cầm như thế này, được chưa? Tay này các bạn cầm như thế này, được chưa? Và tay này các bạn hỗ trợ vào hai tay, luôn luôn cầm máy bằng hai tay như thế này, được chưa? Cầm máy quay bằng hai tay, trên điện thoại cầm hai tay chắc chắn không được rung. Rồi anh Hiếu sẽ đứng dậy, anh Hiếu mô tả cho các bạn coi nha. Rồi các bạn cầm máy á, các bạn hãy cầm máy bằng hai tay như thế này, đừng có cầm máy lỏng lẻo vậy nha, đừng cầm máy lỏng lẻo rồi quay lỏng lẻo rồi không an toàn đâu, nó rung. Mình bắt đầu tập hãy cầm máy như thế này, cầm giùm anh Hiếu như thế này. Cái phần cùi chỏ này các bạn tùy vào người mình, tùy cùi chỏ vào người mình, được chưa? Cái tay này cùi chỏ bên này cũng tùy. Rồi ha, cái tay mình sẽ giữ cái phần máy như thế này, luôn luôn tay mình sẽ giữ phần máy này. Và khi mình di chuyển á thì cái phần thân trên này, nửa thân trên từ thắt lưng trở lên này, từ thắt lưng trở lên này các bạn phải giữ yên nguyên, đừng chuyển động cái phần này, đừng lắc lư cái phần này, mà chuyển động cái phần dưới chân thôi. Các bạn nên chuyển động dưới chân đấy, di chuyển bằng chân thôi. Các bạn đưa ngang qua ngang lại là hãy cầm chắc chỗ này, đúng không? Các bạn nên cầm chắc như thế này và di chuyển là di chuyển phần dưới chân thôi, được không bạn? Cầm chắc nha. Và phần chân mình á, luôn luôn á, phần chân luôn luôn trùng xuống. Các bạn trùng phần chân xuống, nếu như bạn đi thì các bạn phải trùng xuống bằng đi, chứ đừng đi thẳng vậy. Bạn đi thẳng gì là bảo để bạn là nó bị rung lắc liền. Nói bạn trùng chân xuống một tí xíu, thấp chân xuống một chút xíu để các bạn đi. Khi mà đi á là đầu chân mình thẳng vậy, đầu gối mình phải co lại tí xíu này, co đầu gối lại tí xíu mình đi thì nó rất là chắc chắn, êm, nó êm cho cái động tác máy của mình, động tác máy mình vô cùng êm. Đây là điều rất là quan trọng nha. Đây là một cách cầm máy nha, một cách cầm máy như thế này, các bạn cầm thấy được chưa? Rồi. Và cách thứ hai, nếu các bạn không quen cách cầm máy này thì như cho bạn cách thứ hai, nó không chắc chắn bằng cái cách này nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn, nó như một cái gimbal. Các bạn không quen cầm máy thì các bạn phải cầm xài gimbal. Bây giờ nếu hướng dẫn các bạn không cần cầm gimbal luôn, hiểu không? Cái cách cầm máy thứ hai thì các bạn cầm máy như thế này, các bạn để ba ngón tay phía trước, ba ngón tay này để phía trước, đây là đặt máy vô ở phía trước này, ba ngón tay, hai ngón tay đặt phía sau. À, các bạn thử đi, thử cầm theo như vậy đi, thử cầm theo rồi comment cho Hiếu coi thử coi. Cầm tay ba ngón tay để phía trước và hai ngón tay để phía sau, cầm ý máy như vậy chắc chắn tay này vẫn tùy vào này, được chưa? Tùy vào đây. Và tay này, nếu mà tay này còn dư hỗ trợ thì dịnh theo, hỗ trợ thì dịnh theo, được chưa? Rồi các bạn làm thử, cầm thử máy đi, thử coi nó có chắc chắn hơn không, cầm như vậy thử có chắc chắn hơn không. Ok, các bạn comment đi, cầm thử được thì chắc chắn hơn, báo cho anh Hiếu biết là có chắc chắn hơn không. Rồi các bạn được chưa, cầm thử chưa, có chắc chắn hơn không các bạn? Rồi cầm máy như vậy nha, lưu ý cách cầm máy không để rung lắc, được chưa? Cầm máy là không để rung lắc, rung lắc là việc rất là quan trọng. Nếu như mà bạn nào có điều kiện mua máy điện thoại sử dụng cho quay phim thì các bạn nên mua giùm Hiếu là tầm 11 Pro trở lên, từ 11 Pro là cái điện thoại 11 Pro hoặc là Samsung S10 trở lên thì những cái thiết bị này nó chống rung rất là tuyệt vời.
nó chống rung cho bạn rất là đỡ rồi. Nên các bạn sử dụng được. Nếu bạn mua điện thoại thì các bạn mua từ iPhone 11 trở lên là thiết bị nó đã chống rung, đỡ đi cho mình rất là nhiều rồi. Nhưng mà nó có chống rung đi gì đi nữa thì các bạn cầm cũng phải lưu ý nha, lưu ý cách cầm máy cho chắc chắn vào. À, đây là những cái lưu ý rất là cần thiết nha các bạn, cần thiết lắm. Khi các bạn ra các bạn quay rồi các bạn biết nó sẽ rất cần thiết như thế nào, vô cùng cần thiết khi cầm máy. Rồi tiếp theo là có một cái mà mọi người rất là thường mắc phải là các bạn ánh sáng. Ánh sáng là một cái rất là quan trọng khi mình quay phim. Ánh sáng, các bạn mà quay thiếu sáng thì các bạn về chỉnh sửa cỡ nào video đó nó cũng xấu. Nên là cái vấn đề mà quay thiếu sáng là các bạn phải chú ý. Nếu như mà muốn quay kỹ thuật đẹp cỡ nào mà mình quay thiếu sáng nó cũng xấu. Thì cái vùng sáng là phải đảm bảo đủ vùng sáng. Và một cái hai là mình đừng quay ngược sáng. Mình quay ngược sáng giống như mình chụp hình ngược sáng cũng không được, mà quay ngược sáng nó gọi là công soi, là đi ngược với ánh sáng, thì tất cả cái vật nào ở phía trước ánh sáng đi ngược nó đều bị đen. Không, nó rất là đen. Từ trường hợp là những cái ý đồ mình cần chụp ngược sáng hoặc cần quay ngược sáng thì các bạn sử dụng cái cách quay ngược sáng. Đôi khi là mình quay vào cảnh bình minh thì mình cần quay ngược sáng để cho những cái lúc nó đang cần vừa tối vừa sáng đó thì mình quay ngược sáng cái đó nó mới đẹp. Còn đừng có hạn chế quay ngược sáng nha. Nếu mà quay ngược sáng thì nó sẽ như thế này. Hiếu mở cho các bạn coi nha. Các bạn coi nếu như mà ngược sáng nó sẽ như thế nào, Hiếu mở các bạn coi. Đây, để Hiếu tìm video quay ngược sáng, Hiếu sẽ mô tả cho các bạn coi là video ngược sáng. Thì trong những cái ngày đầu tiên á, trong những cái ngày đầu tiên á, nhân viên của Hiếu bắt đầu học quay á, thì những cái video mà đầu tiên mà để tập luyện á, thì các bạn cũng rất là dính nhiều cái việc quay ngược sáng lắm. Rồi các bạn coi video này nè nha. Qua quan cảnh cái này, coi cái đoạn này là sẽ là cái đoạn video là ngược sáng. Hai mươi đến. Đấy. Đây là cùng với lúc này là ngược sáng nè. Chuẩn bị vô là ngược sáng. Các bạn thấy ngược sáng không? Ngược sáng thì nó đen như vậy. Thấy mặt mày tất cả đều đen thui không? Đây là ngược sáng nó bị như thế này. Từ trong quay ra là nó bị ngược sáng, là nó đen thui như thế này. Thấy không? Như vậy là không có chỉnh sửa gì được hết. Các bạn lưu ý là nó để ngược sáng thì không có chỉnh sửa gì được hết. Từ 20 đến 50% giá trị sản phẩm cùng với các bạn đi vào gì là cũng đang thiếu sáng nè, bị quay ngược ra là thiếu sáng, là mặt mày nó mờ tịch hết, tất cả những gì là đang bị thiếu sáng. À, thấy không? Nó là các bạn lưu ý video như thế này thì không có sửa được ánh sáng được nha. Đó là một cái nha, đây là ngược sáng nha, một cái tình trạng là bị ngược sáng. Một cái thứ hai là bị thiếu sáng. Thiếu sáng thì để Hiếu tìm video thiếu sáng cho các bạn coi, video sẽ thiếu sáng là nó sẽ như thế nào. Đây video này nó có một đoạn thiếu sáng thế này. Nhưng vẫn đây, đảm bảo giá tốt. Đây các bạn thấy cái cô này không? Cái cô này cái mặt đen thui không? Đây là thiếu sáng của cái vùng mặt. Đây cái vùng này nó đầy đủ nhưng cái vùng mặt này đang thiếu sáng nè. Đây hai bạn này đang thiếu sáng. Đây quay như vậy là đang thiếu sáng cái vùng mặt này. Bởi vì các bạn này lúc mà quay cái video này các bạn không đánh đèn vào, không đánh đèn vào khuôn mặt. Nhưng vẫn đảm bảo giá tốt nhất. Được chưa? Đang thiếu sáng phải không? Được chưa? À, mọi người nắm rõ nha, chỗ thiếu sáng như vậy là không có chữa được đâu nha. Nếu mà cái nhân vật mà phụ thì cho thiếu sáng được, còn nhân vật chính á, thì không thể cho thiếu sáng được. Còn nếu một cái video nào đủ sáng thì nó sẽ được như thế này nha. Để tìm một cái video đủ sáng thì nó được như thế này. Đây, nhớ ra đủ sáng phải không? Khuôn mặt gì là đủ sáng nè. Đó, nó đủ sáng là khuôn mặt này, nó đủ sáng là mình chỉnh sửa video rất là dễ. À, ok. Đó, đây là máy nâng gương của Hiếu đó. Rồi, ok. Sáng. Rồi, các bạn thấy không? Rồi thì bây giờ á, các bạn sẽ chuẩn bị ánh sáng như thế nào cho mình? Bây giờ các bạn muốn anh Hiếu hướng dẫn cho các bạn đèn, để các bạn mua đèn chiếu sáng khi các bạn làm vlog không? Vlog, nếu mà làm vlog thì các bạn mua giùm cho anh Hiếu cái đèn đây nha, anh Hiếu cho các bạn luôn nha. Cho các bạn loại đèn mà giá rất là thấp,
rất là thấp tiền. Và trước giờ các bạn live stream hoặc các bạn ấy, các bạn sử dụng đèn gì, các bạn comment đi, nếu biết đi, các bạn sử dụng đèn gì, để sử dụng đèn gì khi quay rồi. Các bạn comment đi ạ. Các bạn sử dụng đèn gì khi quay? Các bạn đã làm vlog thử chưa? Không có. Nếu như mà các bạn sử dụng cái đèn tròn như thế này nè, cái đèn tròn như thế này là các bạn mua cái đèn tròn gì là bạn mấy người live stream người ta hay xài á, cái đèn đó nó nằm tầm khoảng 500.000, khoảng 500.000 cái đèn tròn như thế này nè. Cái đèn đó là thứ nhất là ánh sáng nó rất là không đủ, nó mờ. Mà nếu mà bạn dí cái đèn đó sát vào mặt mình á thì cái ánh sáng nó lại rất là chát. Chát cái khuôn mặt mình, là ánh sáng là nó làm cái da mặt mình bóng bóng, nó rất là xấu. Để các bạn đừng sử dụng cái đèn đó. Mà anh Hiếu sẽ giới thiệu các bạn đèn này, một cái đèn này gọi là đèn shop box mà các bạn cần mua. Đây. Đây là cái đèn mà các bạn cần nên mua. Cái đèn này á thì nó bao gồm, đây nó có thể là mình tăng lên hạ xuống nè. Đây cái đèn này mình có thể tăng lên hạ xuống. Đây nó có cái chân như thế này. Rồi, các bạn tăng lên hạ xuống. Đó, cái chân này muốn tăng lên hạ xuống như thế nào được tăng. Tại sao nó có cái màn này, cái màn lọc, cái màn này á là các bạn cần cái màn này nè. Nếu mở rộng cái này lên cho các bạn coi. Đây cái màn, nó có cái màn, nó có cái màn trắng này. Tại sao mình cần cái màn trắng này? Nếu như mà các bạn, khi các bạn sử dụng mà ánh sáng đi vào trực tiếp á, nếu các bạn quay sản phẩm thì các bạn dùng ánh sáng trực tiếp thì các bạn tháo cái màn trắng này đây. Thì cái đèn này nó có cái dù này là để nó tạt ánh sáng, nó gom lại một chỗ, nó gom cái mặt mà một chỗ cho các bạn đủ sáng. Còn nếu như mà các bạn quay vào khuôn mặt của nhân vật á, các bạn dùng thẳng ánh sáng cái gì thì nó rất là chát, nên các bạn phải dùng một cái màn che này. Cái này là đèn dù của, cái đèn này gọi là đèn dù mà của Serio, nó rất là thường hay sử dụng. Cái đèn này với để làm video thì mình gọi là đèn shop box. Cái đèn này các bạn cần cái đèn này thì khi mỗi lần mà các bạn set up ánh sáng thì bạn cần hai cái đèn như thế này. Hai cái đèn như này là đủ đồ chơi rồi, đủ hai cái đèn như này rất rẻ mà đủ đồ chơi, hai cây. Rồi. Hai cái đèn như vậy, cái màn trắng nó sẽ giúp cho các bạn làm ánh sáng nó dịu đi, đi thẳng vào khuôn mặt mình ánh sáng nó rất là dịu. Rồi. Các bạn muốn cho anh Hiếu cho các bạn cái giá của hai cái đèn này không? Các bạn thử đoán tôi nó là bao nhiêu một cây đèn. Có mắc không? Chia sẻ với các bạn là mỗi cây đèn đó, đúng rồi, nó còn tầm đó 300k thôi. 300 tới 320k, 300 tới 320 ngàn một cây đèn thôi. Một cây đèn đó 320 ngàn thôi. Và sử dụng rất là hay nha, ánh sáng rất là dịu, dịu lắm. Thì các bạn set up đèn nó như thế nào? Các bạn cần hai cây đèn, luôn luôn để một cây gần và một cây xa. Một cây cách mình khoảng 1 mét, nhưng mà nó nghiêng 45 độ về mình thôi. Nghiêng 45 độ, đừng trực tiếp vào khuôn mặt mình. Và một cái thì xa hơn. Các bạn lấy một cái xa hơn để cái đó nó phải đều, nó lấy nét đều lại. Còn một cái là để gần tí xíu. Chút nữa anh Hiếu đưa đường link lên trên nhóm cho các bạn mua nha. Chút nữa anh Hiếu đưa đường link trên nhóm cho các bạn mua. Anh Hiếu đưa link cho, anh Hiếu hướng dẫn từ từ. Xong anh Hiếu sẽ đưa link cho các bạn tự mua ở trên Shopee. Chứ cái này là anh Hiếu sử dụng, anh Hiếu không bán. Anh Hiếu không có phải là bán đèn. Anh Hiếu chỉ giới thiệu đèn rồi các bạn thôi. Được chưa? Và một cái thiết bị nữa các bạn cần là các bạn mua giùm cho Hiếu một cái cây này. Khi quay phim là mua một cái cây này, một cái cây đèn này, cái cây này thì mình kẹp cái điện thoại vào đây. Để các bạn rất là cần, khi các bạn phải mua một cây này để các bạn làm vlog hoặc là các bạn làm vlog hoặc là các bạn làm quay cho TikTok thì các bạn cần cái cây này. Đây một cái đèn thì các bạn, cái này nó có chân, này nó bị gập lên gập xuống nha, quay qua quay lại. Thì các bạn mua cái cây này, một cây này cũng rất là cần. Mình thu gọn là bao nhiêu gọn, mình nâng cao thì nó cao khoảng chừng được gần bằng đầu mình đó. Cái đèn cây này là cũng rất là cần, các bạn nên mua. Cái cây này nó khoảng chừng anh Hiếu giới thiệu những cái đồ xài bình dân thôi, rẻ tiền thôi, không phải tốn nhiều tiền đâu. Cây này khoảng 250.000 một cây, các bạn nên mua mỗi cây này. Cái cây này nó có một cái remote nữa, mình cầm cái remote này mình điều khiển trên cái điện thoại mình được đó. Rồi hai cái cần thiết các bạn cần mua nha, lưu ý hai cái cần thiết. Rồi các bạn đi từ từ, từng bước một nó sẽ hay lắm, chứ giờ chưa hay đâu, chưa hay. Bây giờ những cái là mới là những cái mà nhắc nhở các bạn để khi các bạn sử dụng thôi. Các bạn từ từ, từng bước một rất là hay. Rồi tiếp theo là phần âm thanh, là một cái phần rất là quan trọng nha. Nhớ ánh sáng xong rồi âm thanh, âm thanh là phần rất là quan trọng. Nếu như mà các bạn quay video ở ngoài á,
quay video ở ngoài thì các bạn không dùng mic đó, là âm thanh nó rất là tạp âm, có nhiều tạp âm lắm, nó ồn, tiếng gió, tiếng đồ nó ồn, âm thanh không có chất lượng, không trong, làm video của mình nó dở đi, rất là dở. Thì các bạn nên mua cho mình một cái mic, mua một cái mic cài áo. Nếu một cái mic có dây thì bạn mua cái một loại nó khoảng chừng 260 ngàn, là một cái loại mic có dây, các bạn cài vào đây thì các bạn có một cái mic là các bạn nói rất là hay. Các bạn nhớ chú ý tới âm thanh, âm thanh thì trong đó là gồm có là âm thanh gốc của video và âm thanh mình lồng vào. Nếu như mà âm thanh mình về mình thu âm sau mình lồng vào thì các bạn nên để ý là mình phải vào phòng kín, mình đóng cửa lại, mình tắt quạt luôn, mình nói không thì âm thanh nó mới trong. Đừng để quạt chạy luôn, cái quạt chạy nó cũng sẽ làm rất là ồn. Các bạn về các bạn làm, các bạn sẽ hiểu được liền nha. Nên là âm thanh cũng là một việc rất là quan trọng. Rồi phần tiếp theo, là các bạn á, sử dụng nhiều góc máy lên. Nghĩa là các bạn quay một cái video gì đó, các bạn có một cái thói quen như thế này nè, rất là nhiều thường bạn nè mắc phải, khi mà cầm cái điện thoại lên quay là quay từ đầu tới đuôi một mạch. Các bạn quay từ đầu tới đuôi một mạch, quay từ đầu tới đuôi hết một mạch vậy, rồi các bạn đem về các bạn không biết cắt ghép như thế nào hết. Có một lần quay quay từ đầu tới đuôi, thế là một video rất là dài. Ví dụ như cả một cái buổi đi chơi, các bạn mà quay cả một đoạn rất là dài, mấy phút vậy, 5 phút, 3 phút về một đoạn video vậy, rồi các bạn là sẽ không sử dụng được. Các bạn nào đã bị như vậy chưa? Các bạn đã bị là trong điện thoại mình có rất nhiều video nhưng mà cuối cùng về không biết làm gì á, rồi thấy đầy máy rồi xóa thôi. Đầy máy quá rồi xóa. Không quay đầy trong máy mà không làm được gì, hãy xóa đi. Các bạn nào bị gì chưa? Cái này nói thật với nhau luôn nha, tại bởi vì là Hiếu đi dạy rất là nhiều về video, Hiếu gặp rất là nhiều các bạn như vậy, rồi quay nhiều lắm mà không làm gì hết. Quay video thì giật lên giật xuống, ánh sáng thì không để ý, đó là những cái video nó rất là xấu, rồi không làm gì, quay để rồi về bỏ, quay về rồi để rồi xóa. Thì bây giờ các bạn phải quay nhiều góc máy như này, ví dụ như cùng một cái cảnh đó nhưng mà mình đừng có quay dài, mình quay một đoạn thôi, mình quay một shot đó rồi mình quay lại góc khác, cái góc này mình quay một đoạn, góc khác mình quay một đoạn, mình quay nhiều góc để mình về nhà khi mình biên tập mình coi thử góc nào đẹp mình sẽ sử dụng cái góc đó. Đó là cách mà các bạn phải chọn góc quay, chứ đừng tại vì bây giờ mình chưa có kinh nghiệm chọn góc quay nên bây giờ mình phải quay nhiều góc quay để cho cái video mình nó có nhiều đoạn hấp dẫn hơn, được chưa? Tại mình quay shot như thế nào, các bạn đừng có quay một video là 5 phút, các bạn để một lần luôn 5 phút là các bạn là không có ai coi hết, không ai coi kiểu gì. Tất cả những video chuyên nghiệp, các bạn nên nhớ là tất cả những video chuyên nghiệp thì họ chuyển cảnh trong vòng 3 giây tới 5 giây họ chuyển cảnh thôi. Nghĩa là hết một video này qua video khác tầm khoảng 3 tới 5 giây thôi, nó họ sẽ chuyển cảnh. Nên các bạn đừng quay video dài. Các bạn quay mỗi một sọt video cho Hiếu là khoảng chừng 5 giây tới 10 giây. Từ 5 tới 10 giây, cái này lưu ý ghi lại nha. Các bạn ghi lại giùm Hiếu cái lưu ý này. Các bạn quay từ 5 tới 10 giây thôi. Mỗi một sọt video các bạn quay nên quay từ 5 tới 10 giây. Rồi về các bạn sẽ cắt cái video đó lại. Các bạn sẽ nối những cái video đó lại với nhau, trở thành một đoạn phim nó mới là hay. Đừng có quay dài. Ví dụ như các bạn quay một cái, anh Hiếu ví dụ như các bạn quay một cái này đi. Các bạn quay một cái bình này đi. Đúng không? Thì các bạn quay bắt đầu từ ở dưới chân này. Các bạn quay lên vừa tới đỉnh đầu là nó qua mấy giây thôi là các bạn ngắt, không quay nữa. Rồi các bạn quay tiếp từ bên hông này, các bạn quay qua bên này là các bạn ngắt. Yeah. Các bạn đừng quay nữa, các bạn từ xe các bạn quay vào gần là mấy giây bạn ngắt, đừng quay. Thì các bạn khi mà các bạn có những cái short video ngắn thì các bạn về nhà xem lại rất là dễ. Các bạn nhìn một chút là các bạn biết cần cái video nào, bỏ video nào rất là dễ. Yeah. Mình sẽ chuyển từng đoạn qua rất là dễ. Nha các bạn, đừng quay một lần dài thiệt dài. Người ta coi rất là chán, bởi vì video chuyên nghiệp là video một từng sọt ngắn cộng lại với nhau. Được không? Ok không bạn? Cái này các bạn kiến thức này các bạn đã nghe qua chưa? Các bạn, bây giờ anh Hiếu gửi lên nhóm cho các bạn coi một video ngắn nha. Một cái video nha. Các bạn sẽ coi thử, các bạn sẽ nắm một video anh Hiếu làm. Thì nếu quay một cảnh đi chơi bình thường thôi thì nó sẽ có vài giây, các bạn sẽ đếm. Vài giây là nó chuyển cảnh qua thôi. Nên anh Hiếu gửi thử một video lên nhóm. Mọi người coi giùm anh Hiếu một video lên nhóm nha. Ok, anh Hiếu sẽ gửi một video lên nhóm cho các bạn coi để các bạn nắm được cái chỗ này. Coi giùm anh Hiếu video trên nhóm đi. Tại vì coi
anh Hiếu coi trên này là các bạn sẽ thấy nó rất là giật, nên là anh Hiếu gửi qua nhóm các bạn coi cho anh Hiếu nha. Gửi chưa? Rồi nó đang chạy qua, nó đang chạy qua. Rồi nó đang chạy qua, các bạn coi thử trên trên điện thoại các bạn đi, coi thử video đó nó sẽ mấy giây. Mấy giây là các bạn sẽ thấy nó chuyển cảnh, mấy giây là chuyển cảnh thôi, không bao giờ người ta dùng lâu. Rồi, được không bạn? Không xem được, được mà, xem được mà. Nếu thấy xem được mà. Xem được mà. Chưa thấy hả? Ê, các bạn có nhìn trên màn ảnh được không? Nhìn màn ảnh được không? Nhìn trên màn hình. Cần thêm nắng để em nhìn vừa. Đấy, bạn để mà cái video này tương đối là nó hơi dài rồi đấy. Còn cái video khác nó sẽ ngắn hơn nữa. Hỏi han cho giấc trưa em yên lành. Cần thêm những xa rất xa. Rồi các bạn coi người mẫu này là cái một bà chị 56 tuổi rồi, lớn rồi, đâu có gì đâu phải không, đâu cần dùng người mẫu gì đẹp đâu, chỉ cần quay phim đẹp một tí xíu là các bạn thấy là cảnh nó dễ thương rồi. Thứ nhất là quay đẹp, thứ hai nữa các bạn thấy là cái hòa, cái nhạc, cái bản nhạc chọn cho một video cũng là một việc rất là quan trọng, đúng không? Chọn một cái bản nhạc hay vô thì video mình cảm thấy rất là hay, thấy không? Rồi các bạn thấy chưa, rút kinh nghiệm được một phát, đừng quay một lần, quay một mạch từ đầu tới đuôi coi chán lắm, rất chán. Quay một sọt ngắn vậy thôi. Tất cả những video chuyên nghiệp người ta làm là sọt rất ngắn. Rồi các bạn hãy để ý tất cả những cái video hay của người khác là nó đều sử dụng những sọt ngắn, mà đa phần sử dụng dưới 5 giây thôi mới là hay, mới là đẹp, không sử dụng dài, được chưa? Rồi tiếp theo có một việc quan trọng nữa, nếu mà các bạn không thực hiện cái động tác này, nếu mà cái việc này mà bạn không thực hiện, các bạn không thực hiện cái động tác này, cái việc này, thì các bạn sẽ làm video các bạn sẽ không có mục đích và các bạn không biết làm từ đâu, bắt đầu từ đâu hết. Đó là kịch bản cho video. Kịch bản cho một video là rất là quan trọng. Khi các bạn muốn quay một cái gì đó, các bạn hãy ghi nó ra giấy. Là các bạn ghi vào ba, nó sẽ ghi ra giấy là mình cần quay cái gì trước, cái gì sau, thứ tự cái gì quay trước, cái gì quay sau, mình ghi vào để mình biết mình quay. Và khi mình quay á là cái cảnh một, cái cảnh đôi khi cái cảnh một với cái cảnh năm nó cần một cái khung cảnh gần đó, gần nhau thì mình quay luôn một năm cho xong. Mình quay một với năm cho xong, mình trình tự ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, chẳng hạn 10 đoạn quay đi, thì cái đoạn một với cái đoạn nào giống nhau thì mình quay trước một lần. Mình sẽ quay những cái đoạn giống nhau, quay một lần. Ví dụ như mình quay diễn viên đi, chẳng hạn như mình quay một cái người nào đó đi, mình quay cái bộ đồ thứ nhất với là cái bộ đồ thứ năm là cùng một bộ đồ đó, chẳng lẽ mình quay thứ nhất là xong mình cởi ra rồi lại chút đến năm mình bận lại, nên nó sẽ rất là mất thời gian của mình. Mình quay cùng cái bộ đồ đó có hai cảnh giống nhau thì mình quay luôn một lần. Đó là cách để mình phải lên kịch bản trước, bởi mình chọn cái cách để mình quay như thế nào. Mình review sản phẩm cũng vậy. Mình review sản phẩm thì ví dụ như bây giờ tôi review một cái ghế này. À, cái ghế đây thì tôi phải biết rằng cái ghế này nó là cái chất liệu bằng da, thì tôi ghi ra chất liệu bằng da. Cái sườn nó bằng kẽm thì tôi ghi bằng kẽm. Rồi cái ghế này là nó sản xuất từ Hồng Kông, rồi nó được giá bao nhiêu, mình ghi ra rồi mình xong khi quay mình sẽ nói ở cái ghế này là nó là có chất liệu là bằng da bò nè, bọc trên cái thân khung sắt bằng kẽm nè, chống rỉ nè, đúng không? Nó được sản xuất tại Hồng Kông. Mình sẽ làm một kịch bản vậy để trong khi mình quay video mà mình nói rất là ăn khớp với video của mình, đúng không? Và một cái nữa là các bạn tiếp theo một bước là các bạn sử dụng hai máy là đẹp nhất. Nếu các bạn có điều kiện các bạn sử dụng hai máy một lúc thì các bạn rất là có hai người cùng quay một vấn đề đó thì rất là đẹp. Khi một người quay xa, một người quay gần, đến hồi các bạn kết hợp lại hai cái video đó lại với nhau, các bạn lựa đoạn nào đẹp hơn các bạn cho vào thì nó đẹp hơn. Hoặc là các bạn quay hai lần trên một điện thoại, nếu bạn có một điện thoại thì một cái nào đó các bạn cần quay nữa, các bạn nên quay hai lần, hai cái khung cảnh khác nhau, hai cái cỡ cảnh khác nhau, hai cái góc máy khác nhau, các bạn quay hai lần như vậy, rồi về các bạn chọn một trong hai, các bạn dùng một cái thì cái đó là nó sẽ làm, đó là một cái kinh nghiệm quay mà Hiếu rất là thường xuyên sử dụng, được không? Ok, đây là mới là những lưu ý thôi. Các bạn đã nắm được những lưu ý hết chưa? Nắm chụp lại giùm Hiếu nha, chụp những lưu ý Hiếu để tại video này không lưu lại. Video này không nãy Hiếu không có thu video đâu, nên các bạn chụp lại giùm Hiếu, được không? Rồi có câu hỏi gì qua cái phần này không? Các bạn có câu hỏi gì qua phần này các bạn comment lên đi, anh Hiếu trả lời.
quay phần này để níu đi quay phần khác. Các bạn nào vẽ trên màn hình của anh Hiếu nha. Rồi ok, không hỏi gì phải không? Ok, anh Hiếu đi tiếp nha. Rồi, đi tiếp. Rồi, anh Hiếu đi qua tiếp phần sau, tiếp theo. Rồi, hai cái phần này là thông thường là cái phần này anh Hiếu không dạy, hôm nay anh Hiếu nói lại cho các bạn nắm rõ hơn. Là hai cái là hai cái này các động tác khi quay, các động tác khi quay. Bây giờ cái động tác khi quay là động tác cơ bản nhất, những cái động tác quay phim cơ bản nhất các bạn nắm được thì có tất cả mọi người chỉ sử dụng những cái động tác này thôi, sử dụng trong cái động tác này thôi, nên các bạn nắm được những động tác này là các bạn nắm là các bạn quay phim ok. Thứ nhất là động tác pan. Pan camera là thế nào? Pan camera là các bạn nhìn trên màn hình, nhìn anh Hiếu sẽ mô tả nha. Mô tả pan camera là như thế này. Pan camera là giống như hồi nãy anh Hiếu chỉ các bạn cầm chặt máy như thế này. Thì các bạn đi từ phải, từ bên phải sang bên trái như thế này, đi chậm từ bên phải sang bên trái như thế này. Đây là một động tác pan camera. Hiểu không? Hoặc là các bạn đi từ trái sang phải. Đây, nó đi từ bên này sang qua bên kia mà nó đi theo đường chân trời như thế này, gọi là pan camera. Đây là pan, động tác này là động tác cơ bản và sử dụng thường xuyên trong tất cả các video đều sử dụng này. Đây là pan camera. Được chưa? Pan camera. Rồi, thì pan camera thì nó sẽ như thế này. Các bạn anh sẽ mở anh chiếu một đoạn video cho các bạn coi là pan camera nó như thế nào nha, pan camera. Chưa xe là màn hình. Rồi, ví dụ như là cái đoạn này. Đó, mình chuyển động máy quay từ bên này sang bên này gọi là pan camera. Đấy, pan là như vậy, các bạn chuyển động máy từ bên này, các bạn cứ chuyển đầu chậm qua như thế này và ngược lại, đi ngang qua hoặc đi ngược lại, như vậy là gọi là pan camera. Được chưa? Các bạn nắm được chưa? Động tác 1, các bạn ghi lại giùm Hiếu. Pan camera. Động tác rất quan trọng nha. Một động tác pan camera, động tác thứ hai. Động tác thứ hai các bạn cần lưu ý nữa là tiêu camera. Tiêu thì nó sẽ như thế này. Tiêu camera nó sẽ như thế này. Rồi, tiêu camera thì các bạn cũng như động tác pan. Mà tiêu á thì các bạn từ dưới đất các bạn hướng lên trời. Các bạn tiêu lên, hoặc từ trên trời các bạn tiêu xuống đất. À, khi các bạn tiêu thì các bạn cũng cầm cái tay vào đây. Các bạn chỉ di chuyển bằng cơ thể mình thôi, di chuyển cho lên xuống thôi, di chuyển lên xuống. Thì động tác tiêu này là động tác phổ biến khi mà mọi người sử dụng. Mọi người sử dụng tiêu camera là động tác phổ biến, là khi một cái vật gì đó nó rất là cao, mình không thể quay lên được, mình không thể nào đưa cái máy ngược lên quay gì được. Các bạn không có thể nào quay một cái động rất cao thì các bạn đưa máy lên gì không. Các bạn phải tiêu nó lên, từ dưới đất các bạn tiêu lên trên đụng đầu, gọi là tiêu camera. Thì tiêu camera là nó có một cái ý nghĩa nó như thế này. Nếu như các bạn muốn sử dụng tiêu camera vào một cái việc mà thể hiện cảm xúc của một nhân vật nào đó thì tiêu camera là một việc rất là hay. Nếu như mà các bạn thể hiện cho một cái nhân vật đó là một cái nhân vật to lớn, vững vàng, chắc chắn thì các bạn tiêu từ dưới chân các bạn tiêu lên trên đầu thì thấy cái nhân vật đó rất là to bự. Mà còn ngược lại, nếu mà các bạn muốn cho cái nhân vật đó quay về nói một nhân vật đó nghèo hèn nhỏ bé thì các bạn có việc tiêu từ trên các bạn tiêu xuống dưới tới chân thì cái nhân vật đó cảm thấy rất là nhỏ bé. Thì anh Hiếu cũng mở cho các bạn coi tiêu camera nha. Nếu coi mở tiêu camera cho các bạn coi, tiêu camera nó sẽ thế nào. Hình như là anh Hiếu chưa. À, chưa. Dùm nó mất rồi. Nếu chưa share màn hình. Rồi, giờ coi tiêu camera nha. Nếu mở tiêu camera các bạn coi, anh Hiếu nói tới đâu là anh Hiếu sẽ mô tả tới đó.
các bạn nắm được nha. Bây giờ tiêu camera. Đây, ví dụ như anh Hiếu tiêu từ dưới đây quay một lên một ngọn cao thì anh Hiếu phải tiêu lên. Tiêu lên. Được chưa? Đó, tiêu lên trên đỉnh đầu. Rồi khi mà anh Hiếu quay cái cây này nè, tiêu từ dưới tiêu lên, các bạn sẽ thấy cái cây này rất là to, đúng không? Nhìn cái cây nó rất to, nhưng mà ngược lại thì các bạn thấy cái cây này rất là nhỏ. Đó, chỉ động tác tiêu lên và tiêu xuống là đã khác nhau như vậy rồi. Được không? Được không? Tiêu lên là cái cây này mình nhìn thấy, cái cây này mà tiêu lên thì nó, mình nhìn cái cây nó rất là to, to bự đúng không? Rất là to, giống như mà quay người thì nó cũng to vậy đó. Còn nếu mà tiêu xuống thì cái cây này nó rất là nhỏ, tiêu xuống là rất là nhỏ, được chưa? Ok, rồi các bạn nắm được chỗ đó chưa? Tiếp theo, động tác tiếp theo, cái động tác tiếp theo là zoom, zoom out và zoom in. Động tác tiếp theo các bạn bạn ghi lại nha. Đây, động tác các bạn ghi lại luôn chỗ này nha. Zoom out và zoom in. Thì zoom out và zoom in là như thế nào? Zoom out là mình zoom out là cái điện cái máy quay này người ta sẽ có cái ống kính như thế này. Cái ống kính mỗi khi người ta quay á là người ta lăn cái ống kính này thì nó out từ ở ngoài, từ ở trong nó đi ra ngoài gọi là out, mà từ ở ngoài mình zoom sát vào gọi là in. Cái động tác là zoom out và zoom in bằng cái cự ly của cái ống kính này. Gọi là zoom out và zoom in, được chưa? Zoom out là zoom in là sử dụng cho máy quay, máy chụp hình. Còn nếu mình sử dụng bằng điện thoại thì mình không sử dụng zoom, không nên sử dụng zoom, bởi vì cái điện thoại nó không phải là zoom bằng cơ giống như cái máy quay, mà cái điện thoại là nó zoom bằng quang học, nên khi mà các bạn zoom bằng điện thoại là nó sẽ giật như này, nó rất là xấu, nên các bạn không sử dụng zoom trên điện thoại. Nếu sử dụng điện thoại không sử dụng zoom, mà các bạn sử dụng là dolly, các bạn sử dụng là dolly out và dolly in nha. Tất cả các kỹ thuật này chút nữa anh Hiếu sẽ đưa cho các bạn hết tất cả kỹ thuật này, dolly out và dolly in. Thì dolly out á nó sẽ như thế này, ví dụ như dolly out như thế này, từ xa anh Hiếu di chuyển vào, từ xa đây anh di chuyển vào cái máy mình, anh sẽ muốn vào thì anh di chuyển gần vào, đây anh di chuyển gần vào, đó là dolly in, được chưa? Dolly in là nếu từ xa anh Hiếu đi di chuyển vào, muốn gần vào người đó thì anh di chuyển vào là dolly in. Còn nếu như mà anh Hiếu muốn sử dụng ao thì anh Hiếu từ ở chỗ này anh Hiếu ao ra, đây sử dụng này anh Hiếu ao ra, anh muốn quay cái gì anh Hiếu ao ra, anh sử dụng bằng cái ao này, anh không có sử dụng bằng zoom, không có zoom mà ao, dolly mình đưa vào đưa ra, đây là dolly in và dolly out. Thì cái kỹ thuật dolly, cái động tác máy này dolly in và dolly out là thường xuyên sử dụng ba cái động tác này, sử dụng phổ biến tất cả các thứ quay phim đều sử dụng ba động tác này. Ok chưa các bạn ơi, nắm được chỗ này chưa? Các bạn nắm nha, ghi lại rõ cái chỗ này, chụp lại rõ chỗ này, chỉ có ba động tác phổ biến nhất các bạn thường xuyên sử dụng luôn, sử dụng ba động tác này. Với những lưu ý của anh Hiếu là các bạn có thể là anh nắm được rất nhiều cái để các bạn quay phim rất là tự tin được rồi. Rồi bước qua tiếp một cái nữa là các bạn cần nắm được cái này, là hồi nãy Hiếu hỏi các bạn rồi, cái này là các bạn cần điều kiện này. Trên một cái phim các bạn cần, nhất thiết các bạn cần phải có là ít nhất là phải có iron và biron trên một đoạn phim. Iron và biron là cần phải có. Dù anh đó iron là cái gì và biron là cái gì, thì nếu mà một cái mạch phim nè, một cái mạch phim đi liền lạc từ đầu tới đuôi của một câu chuyện, một cái gì đó, đó gọi là iron. Nếu như mà mọi người cầm video, có anh Hiếu ngồi gì nói chuyện mà một cái máy quay nó đặt vào anh Hiếu này, nó quay từ đầu tới đuôi anh Hiếu gì, gọi là iron. Quay từ đầu tới đuôi gì là iron. Mà nếu như mà một cái đoạn video nào mà chỉ có iron không thì coi rất là chán. Từ đầu tới đuôi tự nhiên nó thể hiện có một mình nó nói từ đầu tới đuôi gì thì rất là chán. Nhưng bởi vì nó phải cần có biron vào cho video nó không có chán. Là ví dụ như là anh Hiếu nói là hôm nay anh Hiếu giới thiệu cho các bạn, anh Hiếu mới mua được một cái điện thoại này, anh Hiếu mới mua được điện thoại iPhone 11. Thì khi mà anh Hiếu vừa nói tới iPhone 11 á, thì cái máy quay á, nó sẽ ăn sát vào cái iPhone 11 này, hiểu không? Ví dụ như là khi mà anh Hiếu nói anh Hiếu mua một cái điện thoại, thì là khi là cái máy quay nó sẽ đi vào liền. Khi mà anh Hiếu đang nói là anh Hiếu mới mua cái điện thoại, thì cái máy quay này nó sẽ đi vào cái điện thoại. Đó, thì cái cảnh biron này chiếu chồng lên cái cảnh iron kia, thì nó sẽ trở thành một cái biron
trong cái đoạn phim Iron đó thì mình phải có cái Iron và cái Biron thì cái đoạn phim nó sẽ sinh động hơn. Còn nếu như mà các bạn sử dụng một cái Iron hoặc Biron thì phim nó rất là chán. Rồi các bạn có hình dung được cái chỗ này không ạ? Hình dung được chỗ này không ạ? Hình dung được chỗ này thì comment giùm anh Hiếu ơi, hình dung được Iron và Biron chưa? Iron và Biron. Các bạn cần coi video mẫu để các bạn hiểu được Iron và Biron không ạ? Cần coi video mẫu thì Hiếu cho coi video mẫu để các bạn nắm được Iron và Biron. Ok nha. Ok, rồi các bạn coi một video mẫu nha. Video mẫu khoảng mất vài phút các bạn sẽ hiểu được Iron là gì, Biron là gì. Khi mà làm phim mà không hiểu được Iron Biron là thật sự là một thiếu sót. Nên là các bạn phải coi cái Iron và Biron. Rồi anh Hiếu cho các bạn coi Iron và Biron nha. Sẽ hơn rồi, trời nóng quá. Bây giờ mình phải quay vội tại vì bây giờ là 5 giờ gần rưỡi rồi mà 6 giờ mình lại phải đi học. Nên mình chỉ có chút xíu để quay thôi thì mình sẽ nói nhanh. Iron và Biron là gì? Thì các bạn hãy hình dung như thế này, khi mà quay phim thì chúng ta sẽ chia làm hai loại video cần phải quay. Một, đó là cái Iron, có nghĩa là cái mạch chính của câu chuyện. Ví dụ như là hiện tại mình đang quay, mình đang nói chuyện thì cái cảnh quay này đó chính là cảnh Iron, có nghĩa là cảnh quay chính. Và tiếp theo đó là cảnh quay phụ, người ta gọi là cảnh quay Biron. Trước đây thì mình hay gọi là cảnh bù hay là bù cảnh hay là cảnh quay bù á. Thì chẳng hạn mình ví dụ nó dễ hiểu, chẳng hạn như khi mà mình nói về một cái hộ chiếu thì mình sẽ chuyển qua những cái cảnh quay về hộ chiếu riêng biệt, và những cái cảnh quay đó sẽ là quay sau và quay bù vào thì nó gọi là Biron. Nói đơn giản khi một thể loại khác, chẳng hạn như mình đi du lịch thì mình đang kể một câu chuyện về đi du lịch và mình nói về món ăn, thì những cái cảnh mà đang nói mặt đối mặt như thế này, ngồi nói với camera mô tả về món ăn đang ngon quá thì nó gọi là Iron. Còn Biron là những cảnh quay phụ, ví dụ như chúng ta quay cận cảnh vào thức ăn, chúng ta quay cận cảnh vào cái mô tả gì đó, hay là quay ở ngoài cái quán ăn đó như thế nào thì đó là Biron. Trời ơi, thật sự bận quá, hôm nay là ngày 30 mà cái nửa cái clip đầu là quay từ ngày 28. Thôi tiếp tục thôi. Vậy thì Biron, chúng ta nói thêm là mô tả gì đó. 28. Thôi tiếp tục thôi. Vậy thì Biron, chúng ta hôm nay là ngày 30 mà. Cái nửa cái clip đầu là quay từ ngày 28. Thôi tiếp tục thôi. Vậy thì Biron, chúng ta nói thêm là tại sao nó lại có thuật ngữ là Biron để anh em hiểu rõ hơn. Là tại vì vấn đề hồi xưa khi mà người ta dùng cái kỷ nguyên phim cuộn á, người ta đặt đó là cuộn A và cuộn B, nó dần dần nó sẽ theo cái định nghĩa là cuộn A là phim chính và cuộn B là những cái phim phụ, phim bù cảnh, nên là nó hình thành từ đó. Và đôi khi anh em sẽ thấy là Biron hoặc là Biril thì nó đều là cuộn B, đó là chúng ta sẽ hiểu đó là Biron là những cái phim bù, phim phụ ha. Và mặc dù là những cái phim bù, phim phụ nhưng nó lại có ý nghĩa rất là lớn trong việc làm cho video thú vị hơn, làm cho video hay hơn và đặc biệt hơn. Thì bây giờ mình sẽ phân tích một vài cái chức năng của Biron. Cái đầu tiên đó là Biron nó giúp cho chúng ta mô tả thêm về những cái gì mà chúng ta nói. Đơn giản như hiện tại mình đang là nói theo kiểu như thế này thì một vlog nó dạng như là interview, một cái dạng như là phỏng vấn người nói chuyện ở trong nhà, thì chúng ta sẽ có những cái Biron để mô tả cụ thể về nội dung nói. Chẳng hạn như lúc đầu á thì mình mô tả về những cái hộ chiếu, đúng không, thì chúng ta sẽ có góc nhìn về hộ chiếu, sẽ có những cái Biron thú vị về cuốn hộ chiếu thôi, để chúng ta làm rõ cái hình ảnh của cái hộ chiếu lên. Thì đó là một dạng Biron, và cái Biron đó thì nó làm cho rõ ràng. Và thứ hai đó là nó có thể che những cái khoảng cách. Ví dụ như video mình nói không có trôi chảy, mình nói bị vấp, thì những cái chỗ vấp đó mình buộc phải cắt đi. Ví dụ như thì mình sẽ cắt cái đoạn đó. Thì đương nhiên là cái hình ảnh, hai cái hình ảnh mà bị cắt cái phần ở giữa nó nối với nhau và nó sẽ không khớp và nó sẽ bị dịch. Thì chúng ta sẽ dùng những cái Biron để
quá lên trên. Ok, này rồi. Và hình ảnh của chúng ta sẽ mượt mà. Rồi, ok là các bạn được rồi. Các bạn nắm tới này được rồi là Biron. Các bạn nắm được Biron chưa? Đấy, Biron, Iron và Biron. Thì trên một cái đoạn phim luôn luôn nó sẽ xuất hiện từ Iron và Biron cộng tác lại với nhau. Đoạn video đó nó mới đẹp hơn và sinh động hơn. Không bao giờ, đừng nên làm video chỉ có Iron. Như trước đây các bạn mà cầm video quay một mạch từ A tới Z gọi là Biron 100%. Không có Iron 100% mà không có Biron. Được không? Và Biron mình nói thêm, Biron nó rộng hơn một tí xíu nữa là Biron là những cái phần chữ mà mình ghi lên trên trên đó vẫn là Biron. Như là trên một cái video mình có những cái phần text mình ghi vào đó gọi là Biron. Hoặc là những cái logo, hoặc là cái thương hiệu, cái gì mà mình đặt lên trên video mình đều là gọi là Biron. Hiểu chưa? Nắm rõ Biron nha. Ok, rồi đi nhanh mấy phần này. Mấy phần này là lý thuyết, các bạn cần đi nhanh. Anh Hiếu đi nhanh cho các bạn. Để tại là rất là nhiều cái cần học. Nên là anh Hiếu sẽ đi nhanh cái phần này. Rồi, tiếp theo các bạn học, tiếp theo là bài học cỡ cảnh. Cỡ cảnh một điều cũng rất là quan trọng, các bạn cần phải hiểu cỡ cảnh. Thì cỡ cảnh á nó bao gồm có bốn cỡ cảnh sau này. Cỡ cảnh nó có bao gồm bốn cỡ cảnh. Đó là nếu mà kỹ năng, những động tác quay, rồi những cái kỹ thuật chuyển cảnh, những lưu ý tại sao nếu coi tất cả các rồi cỡ cảnh thì nó có bốn cái cỡ cảnh như thế này. Một là toàn cảnh. Toàn cảnh là mình quay rộng một cái nhân vật và toàn bộ cái khung cảnh xung quanh đó gọi là toàn cảnh. Cái thứ hai là mình quay trung cảnh. Trung cảnh là mình quay, nếu mình quay một nhân vật thì nó bắt đầu từ thắt lưng trở lên, từ ngang thắt lưng mình trở lên là gọi là trung cảnh. Thì cái trung cảnh nó thường thường nhân vật nó chiếm gần hết, hầu như là 1/2 cái khung hình, gọi là trung cảnh, là chiếm bằng 1/2 của mình. Và cái thứ ba là cái cận cảnh, là khi mà mình quay một nhân vật thì mình quay từ chỗ từ ngực trở lên, từ trên vai trở lên, từ khoảng đoạn này trở lên, gọi là cận cảnh. Là cận cảnh là mình quay cần quay sát vào nhân vật để mình bộc tả một cái gì đó. Ví dụ như nhân vật đó có tâm trạng thì mình quay gần lại để cho cảm thấy được cái nhân vật đó có tâm trạng buồn hay là vui hay là gì đó. Mình quay cái cận cảnh, người ta sẽ quan sát được cái tính cách nhân vật rất là rõ hơn là mình quay toàn cảnh. Cái thứ tư là cái đặc tả. Cái đặc tả này là khi cần diễn tả một cái gì, một cái cảnh gì mà bi thương rơi lệ hoặc vui buồn như thế nào thì mình quay sát trực tiếp trên khuôn mặt luôn. Hầu như là quay xét tới khóe mắt, từ khóe mắt, từ ánh mắt, từ cái cử chỉ, một cái chớp mắt của người ta mình cũng thấy rất là rõ. Thì để bộc tả được cái đặc tả lột tả hết cái tính cách của nhân vật, là các bạn sẽ nắm được rõ bốn cái cỡ cảnh này. Mà cái cỡ cảnh, ba cái cỡ cảnh mà mình thường dùng nhất trong một video là toàn, trung, cận. Ba cái thường sử dụng nhất trong video là toàn, trung, cận là mình sử dụng. Còn cái đặc tả chỉ sử dụng cho những cái trường hợp mình làm kịch bản hay là cái gì đó thôi. Thì cũng mời các bạn phải bỏ ra vài phút coi cho Hiếu cái video, ba cái video này. Video này, toàn, trung, cận. Và các bạn sẽ coi qua video này. Cái đoàn làm phim này họ sẽ nói về toàn, trung, cận và đặc tả. Các bạn sẽ nắm được. Các bạn nắm thêm về các bạn biết ha. Rồi qua cái này là anh Hiếu sẽ chia sẻ tất cả các bạn qua những cái bước khác hay ho hơn nữa nha. Rồi bây giờ toàn, trung, cận rồi. Các bạn muốn, anh Hiếu muốn anh bạn coi cái đoạn này cho anh Hiếu. Các bạn theo chiều ngang từ bên này sang bên kia tại một điểm cố định. Rồi anh toàn cảnh. Nếu sẽ cho các bạn coi. Rồi các bạn coi giờ mình Hiếu video này. Em gọi anh ra đây có chuyện gì nữa không? Từ lúc lấy vợ đến giờ anh có nhớ em không? Anh đã nói với em rồi, mình không thể tiếp tục được nữa. Các bạn thấy video vừa rồi như thế nào? Mà nếu là mình đó, thì mình sẽ làm thế này. Anh ra đây có chuyện gì nữa không? Từ lúc lấy vợ đến giờ anh có nhớ em không? Anh đã nói với em rồi, mình không thể tiếp tục được nữa.
Rồi các bạn nắm được không? Hai video các bạn thấy có khác nhau không? Một cái thì sử dụng có một cỡ cảnh, một cái sử dụng bốn cỡ cảnh kết hợp lại. Các bạn thấy khác nhau không? Khác nhiều. Các bạn coi lại một lần nữa nha. Các bạn coi một lần, nếu các bạn coi một lần nữa có một mất rất là ít thời gian, rồi cái đoạn sau nếu sẽ phân tích cho các bạn. Bạn coi đây là toàn cảnh không? Em gọi anh ra đây có chuyện gì nữa không? Từ lúc lấy vợ đến giờ anh còn nhớ em không? Anh đã nói với em rồi, mình không thể tiếp tục được nữa. Các bạn thấy video vừa rồi như thế nào? Mà nếu là mình đó, thì mình sẽ làm thế này. Đây là gì các bạn? Đây là toàn cảnh, đúng không? Đây là toàn cảnh người và khung cảnh xung quanh, gọi là toàn cảnh. Rồi đây là, có thể đây là gọi là trung cảnh. Đây là một cái cảnh gọi là trung cảnh, đúng không? Để kết hợp với trung cảnh vào. Và đây cũng là trung cảnh nha, cỡ tầm này vẫn là trung cảnh thôi nha các bạn. Đây là trung cảnh. Em gọi anh ra đây có chuyện gì nữa không? Từ lúc lấy vợ đến giờ anh còn nhớ em không? Đây là biron, đây là một cái cảnh biron, một biron người ta đặt vào. Anh đã nói đây là vẫn là trung cảnh. Nói với em rồi, mình không thể tiếp tục được nữa. Đây là cận cảnh này các bạn. Đây là cận cảnh, đây sát lên khuôn mặt là cận cảnh. Và cuối cùng là một cái sát luôn là đặc tả. Cuối cùng là đây là đặc tả. Đây là đặc tả. Rồi các bạn nắm được chưa? Ok các bạn, nắm được tới này có hay không ạ? Nắm được cái kiến thức, hiểu được cái kiến thức toàn trung cận hay không ạ? Các bạn comment cho Hiếu có năng lượng đi ạ. Luôn luôn dùng hai máy quay em ạ. Cái này là người ta dùng hai máy quay ạ. Hai máy quay. Ở đây bao nhiêu bạn là trước giờ chưa hiểu được cái này, chưa được nghe tới cái này. Bây giờ học trong lớp này thì mới nghe anh Hiếu cái này. Nếu các bạn chưa, các bạn comment số 0 đi. Nếu mà chưa nghe cái này qua bao giờ thì các bạn comment số 0 đi. Các bạn Hiếu, anh Hiếu hiểu các bạn, anh Hiếu hiểu các bạn, anh Hiếu chia sẻ sâu hơn. Ok. Bây giờ các bạn còn thấy cái việc làm phim nó còn khó không ạ? Việc làm phim nó có khó đúng không ạ? Thấy có vẻ hiểu hơn được chút nào chưa? Tự tin hơn được chút nào chưa? Bớt khó hơn. Ok, bớt khó hơn. Ok. Rồi, hay quá. Rồi, đỡ nha. Anh Hiếu qua đi tiếp nha. Từng phần 21 nha. Từng phần 21. Anh Hiếu sẽ chuyển cho các bạn qua từng phần 21 nha. Rồi các động tác máy rồi phải không? Rồi bây giờ phần hay nhất nè. Các bạn học, các bạn các động tác máy rồi. Các bạn học cái này là hay nhất. Phần này là phần hay nhất đây. Các kỹ thuật chuyển cảnh. Các kỹ thuật chuyển cảnh. Anh Hiếu có rất nhiều loại chuyển cảnh khác nhau. Anh Hiếu muốn giới thiệu cho các bạn ở đây là anh Hiếu giới thiệu cho bạn 4 loại chuyển cảnh thôi. 4 loại chuyển cảnh mà các bạn cảm thấy các bạn sẽ làm được, rất là dễ làm được, mà 4 đoạn chuyển cảnh này từng đoạn một đều rất là hay. Thì các bạn cần chuyển cảnh như thế nào là các bạn chuyển cảnh. Khi các bạn quay một cái đoạn video 1 và đoạn video 2, các bạn ráp lại, thông thường hai cái đoạn video này nó sẽ đi qua, nó sẽ qua có cái là nó sẽ không êm đềm, mà qua nó bị giật hoặc là bị cái nó khó chịu. Từ cái đoạn video 1 cái đoạn video 2 là nó chuyển qua nó rất khó chịu. Thì người ta mới dùng những cái chuyển cảnh để người ta đưa từ cái video 1 qua video 2 mà người khác không thấy nó là chuyển cảnh, người ta coi rất là dễ chịu. Trong tất cả các cách làm phim, dựng phim ảnh thì người ta thường sử dụng chuyển cảnh để làm cái chuyển cảnh nó rất là êm đềm. Khi video 1 và video 2 nó chuyển qua, nó sẽ làm rất là êm đềm, đúng không? Thì chuyển cảnh đầu tiên anh Hiếu mới giới thiệu cho các bạn là chuyển cảnh là cutting on action, là chuyển cảnh trên một hành động. Khi ai đó làm một cái hành động gì đó thì bắt đầu mình chuyển cảnh từ cái hành động đó, mình chuyển cảnh người ta sẽ không thấy mình chuyển cảnh. Thì bây giờ anh Hiếu gửi cái video của video mẫu chuyển cảnh vào trong nhóm cho các bạn coi, để các bạn hiểu được mỗi một đoạn. Anh Hiếu sẽ gửi một cái đoạn video cực ngắn để các bạn nắm được chuyển cảnh là như thế nào nha. Yeah.
chuyển cảnh trên một hành động, rồi anh Hiếu sẽ gửi vô nhóm nè. Chuyển cảnh trên một hành động, ok, anh Hiếu gửi vô nhóm nha. Rồi anh cho em một cái chuyển cảnh, rồi chuyển cảnh trên một hành động, chuyển cảnh trên một hành động để anh Hiếu coi. Ok, từ từ, rồi chuyển cảnh bằng phong, chuyển cảnh trên một hành động. Rồi các bạn gửi vào nhóm nha, anh Hiếu gửi vào nhóm nha. Rồi các bạn coi giùm anh Hiếu nha. Bạn nào nhắn tin cho thầy Lam mà lại nhắn tin vô trong lớp này, các bạn bạn nào nhắn tin cho thầy Lam thì nhắn vào lớp thầy Lam Ngọc Vinh ơi, nhắn vào cho thầy Lam nha. Nhắn nhóm của thầy Lam trong lớp này lớp video, các em nhắn vào đó, sợ nhắn vào đây là thầy Lam không nhìn thấy được. Rồi các bạn coi giùm video trong nhóm giùm Hiếu nha. Rồi các bạn thấy được chuyển cảnh không? Các bạn thấy được chuyển cảnh không? Từ cái cô gái này đặt vào đây là khi mà cô đã ngồi là người ta chuyển cảnh qua cảnh khác. Ok các bạn comment đây, các bạn coi được chưa? Được chuyển cảnh, thấy chuyển cảnh không? Cái chuyển cảnh nó rất là nhẹ nhàng. Xin link vào nhóm, em xin link vào nhóm. Em đang ở nhóm nào mà em xin link vào nhóm? À nhóm, xin link vào nhóm đây hả? Ok. Rồi các mọi người coi giùm Hiếu đi, coi trên đấy, mọi người coi giùm Hiếu nha. Xin link vào nhóm. Ok, Hiếu cho link vào đây. Cho link vào đây, bắt. Rồi. Rồi thấy cái chuyển cảnh không? Khi người ta chuyển cảnh, khi mà cái hành động nó đang diễn ra, người ta chuyển cảnh nó rất là nhẹ nhàng. Anh Hiếu sẽ cho một video nữa nè. Anh Hiếu cho một video nữa nè. Rồi các bạn coi cái cảnh cô gái này đang hái trái cây, cô gái hái trái cây chịu chịu cảnh lúc đưa trái cây vào cái vỏ, được không? Rồi coi mình nghe, coi một câu này, rồi sau rồi câu thứ hai mình sẽ Nguyễn Hồng Phương. Ôi chưa được Hồng Phương ơi. Hồng Phương, em cắt cái đoạn sau còn nhiều quá. Nghĩa là khi cái máy anh đang di chuyển là đang đi di chuyển ban qua, là mình cắt nửa đoạn này và cái cục đá kia, mình cắt nửa đoạn cục đá kia để cho nó ban qua liền, chứ em đừng để dư cái phần cục đá kia, nó sẽ xấu nha. Anh Hiếu làm mẫu, anh Hiếu gửi lại cái mẫu cho em coi, anh Hiếu cắt tóc thành cho em coi, đến nửa cục đá này anh Hiếu bỏ liền và nửa cục đá kia là anh Hiếu lấy nửa cục đá kia thôi, đừng có lấy cái đoạn thừa ngoài, lấy nửa cục đá kia thôi đó. Rồi tới đoạn này thôi, từ này tới này thôi. Em cái phần đá thứ hai em bị dư cái đoạn VF thứ hai, nó qua không đẹp. Rồi em cắt như vậy cho anh thôi. Rồi cho nhạc vào. Các bạn cắt tỉ mỉ, các bạn lấy tỉ mỉ chừng nào thì đẹp chừng đấy, đừng có lấy dư, lấy tỉ mỉ, lấy sát vào là nó mới rất là đẹp.
Rồi anh Hiếu gửi lại trên nhóm nè, các em coi, anh Hiếu gửi lại trên nhóm. Rồi. Rồi các bạn, ba bạn xong rồi. Các bạn đổ trang anh Hiếu coi. Trang coi đổ trang. Chính xác, đổ trang thôi. Rồi đổ trang giỏi quá. Đổ trang hay quá, đổ trang hay quá. Bạn ơi, bạn gì đây? Từ từ đang coi lên đây, kim bạn. Để coi kim bạn. Kim bạn hay luôn. Ồ hay quá. Nhưng các bạn hai các bạn kim đổ trang mà kim bạn vẫn cắt thừa một tí xíu, cắt sát lại một tí xíu nữa. Cái cục đá mỗi mỗi bên lấy một nửa cục đá thôi, đừng lấy cả cục đá. Đừng có lo cái cây nào mà ra hết là mới hay. Cắt sát lại một chút xíu nữa. Hay, các bạn làm hay rồi. Bạn này bạn gì? Bạn này bạn gì đây? Rồi, bạn này hay rồi. Từ từ anh Hiếu coi. Ok. Này hình như là có một cái gì đó chưa chuẩn cái này. Rồi ok. Hùng nhân viên cũng ok luôn. Hưng nữa. Ủa anh Hưng cũng có ở đây nữa sao chứ, ghê vậy ta. Nguyễn Hoàng, Quốc Hưng. Rồi ok, bạn Quốc Hùng cũng còn dư một tí xíu, đoạn 2 còn dư tí xíu nha bạn Quốc Hùng. Quốc Hùng, video đoạn 2 cắt sát vào. Độ tỉ mỉ các em chừng nào là các em ăn tiền thì nói tỉ mỉ cho người ta qua thiệt là đẹp, không thấy. Ok. Ồ hay quá, bạn này là nào đây? Nguyễn Hoàng. Ok. Nguyễn Hoàng hay. Hay rồi, Nguyễn Hoàng hay. Đặng Trường. Hay quá, Đặng Trường hay quá. Kim Bạn. Ủa Kim Bạn nhanh vậy Kim Bạn. Rồi Kim Bạn ok rồi. Ok mấy bạn làm hay quá. Hay quá. Ủa kiện cửa. Các bạn nào làm xong rồi, các bạn coi lại, các bạn có thể chỉnh đẹp hơn thì các bạn chỉnh tiếp nha. Các bạn nào xong rồi các bạn cứ chỉnh cho nó đẹp hơn ý mình đi. Các bạn coi, các bạn chỉnh, các bạn nào coi rồi các bạn cảm thấy mà nó vẫn chưa vừa ý, bạn gửi lên rồi các bạn vẫn chỉnh lại một tí xíu. Ok, các bạn nào đây phụ kiện cửa quá chuẩn ấy. Phụ kiện cửa quá chuẩn ấy. Phụ kiện cửa quá chuẩn ấy. Rồi bạn nào đây. Ồ hay quá. Rồi mấy bạn chuyên gia hết rồi. Hồng Hương chuyên gia. Các bạn chuyên gia rồi, các bạn hay quá, xong rồi. Các bạn cỡ đó các bạn kiếm ra tiền khỏe luôn. Bạn sau khi học về Hiếu về các bạn làm ra tiền khỏe luôn. Giúp cho công việc của mình, các bạn quay các bạn kiếm tiền khỏe luôn. Chí Hiếu. Ồ cái Chí Hiếu là thấy rồi sao? À Chí Hiếu, được rồi. Ok, Chí Hiếu dư một tí xíu, Chí Hiếu ơi. Chí Hiếu còn dư một tí xíu đoạn 2 cắt sát vô. Đẹp hay không, ngay cái đoạn chuyển cảnh tinh tế hay không, phải cắt cho nó đúng ngay cái nhịp mình cần thì nó mới đẹp. Thời trang lính. Thời trang lính trên này. Thời trang lính chưa có thay nhạc vô sao vậy? Ha, thời trang lính làm chưa được, thời trang lính làm lại nha. Thời trang lính video 1, video 2 đâu? Video 1 không mà cắt video 1, video 2. Chưa, thời trang lính chưa làm được nha, thời trang lính làm lại đi. Hay quá. Các bạn hay dữ ta. Bạn Trần Ngân đây. Bạn Trần Ngân là biết chọn nhạc ở ngoài nữa. Hay với Trần Ngân. Hay quá. Đề số Ngọc Nguyễn hay quá nha Ngọc Nguyễn ơi. Ngọc Nguyễn hay quá. Ngọc Nguyễn quá chính xác luôn. Em Ngọc Nguyễn cũng chính xác xuất sắc nha Ngọc Nguyễn. Quốc Hùng. Hay quá, Quốc Hùng còn dư tí xíu Quốc Hùng ơi. Quốc Hùng đoạn video 2 còn dư tí xíu, Quốc Hùng cắt sát tí xíu giùm anh nữa mới đẹp. Vô lại cắt cấp sửa lại một tí xíu cho nó xuất lại một lần nữa, gửi lại nó mới đẹp. Đoạn 2 còn dư ở ngoài, lấy sát cái bức tường luôn. Đổ trang, coi lại. Hay quá Đỗ Trang ơi. Đỗ Trang quá giỏi luôn, Đỗ Trang chuẩn luôn.
Hay quá, các em hay quá, các em làm anh hứng quá. Chỉ của em, tụi em làm nhanh quá, anh cũng thấy hứng thú với tụi em luôn á. Ok, tụi em có thấy hứng học không à? Hứng học không? Comment cho Hiếu nghe coi, các em hứng học không? Mới có hai bạn comment à, các bạn kia, mấy bạn kia chắc đang cầm cụa sữa à. Em nào làm video xong rồi góp ý với anh Hiếu đi, video xong rồi góp ý anh Hiếu rồi, anh Hiếu dạy có nhanh lắm không, hay là anh Hiếu là nói nhanh lắm các em nghe không được, hay là cái gì anh Hiếu comment cho anh Hiếu biết, anh Hiếu chỉnh cái năng lượng của anh Hiếu bớt cho các em ăn nhịp theo kịp đi. Anh Hiếu dạy hay hả? Ok, cảm ơn em, anh Hiếu dạy hay. Ok, dạy hay. Ok, chia sẻ với lớp mình nè, chia sẻ với lớp mình. Anh Hiếu là huấn luyện viên của môn tennis sport, mà anh Hiếu huấn luyện viên của quốc gia nha. Anh Hiếu huấn luyện viên của quốc gia. Anh Hiếu đào tạo tennis sport 12 năm. Anh Hiếu là trọng tài quốc gia hiện giờ. Anh Hiếu có hàng trăm vận động viên của khắp miền Trung. Tất cả những cái đôi mà khiêu vũ thể thao giỏi nhất miền Trung đang là học trò anh Hiếu. À, nên anh Hiếu là có cái kỹ năng và sư phạm dạy dance box rất lâu rồi. À, anh Hiếu dạy dance box là mọi người đều rất là mê. Thật sự các bạn, là anh Hiếu dạy dance box á, mỗi một giờ anh Hiếu dạy là anh Hiếu có được khoảng 2-3 triệu đồng một tiếng đồng hồ thôi. Một tiếng đồng hồ anh Hiếu dạy dance box là 2-3 triệu đồng. Đấy là nó, anh Hiếu nói thiệt nha. Một tiếng anh Hiếu dạy 2-3 triệu, nhưng mà anh Hiếu không dạy. Bây giờ anh Hiếu không dạy nữa, anh Hiếu qua dạy video cho các bạn thôi. À, anh Hiếu không dạy dance box nữa, anh Hiếu ngừng một năm nay. Anh Hiếu dạy dance box. Các bạn biết tại sao anh Hiếu dạy được 3 triệu một tiếng không? Anh Hiếu dạy một người chỉ có 1 triệu thôi. Anh Hiếu lấy một người 1 triệu đồng. Mà anh Hiếu dạy lớp 30 người. Các bạn lấy 1 triệu đồng học với anh Hiếu 12 buổi. Một buổi 1 tiếng. Một buổi 1 tiếng, anh Hiếu dạy là 12 buổi. Trong 1 tháng 12 buổi, một người đóng 1 triệu, rất rẻ đúng không? Rất rẻ là một người 1 triệu, không dạy trực tiếp không phải online, anh Hiếu dạy trực tiếp. Là một người đó 1 triệu dạy 1 tháng 12 buổi thì có 12 tiếng đồng hồ thôi. Mà 12 tiếng đồng hồ mà anh Hiếu lấy 30 người thì nếu có 30 triệu thì phải là mỗi tiếng anh Hiếu 3 triệu không? Đúng không? Mỗi tiếng anh Hiếu 3 triệu. Đấy, nó là anh Hiếu dạy trên Spot là anh Hiếu kiếm tiền dễ ợt luôn. Còn người ta mời anh Hiếu qua tỉnh của người ta, mời anh Hiếu lên Đà Lạt, anh Hiếu dạy trên Spot là người ta lo hết từ xe cộ, ăn uống, bay đi ở khách sạn rồi, người ta lo hết. Người ta trả cho anh Hiếu 1 triệu một giờ là ít nhất là đó là anh giúp cho người ta đó. Nhưng mà anh Hiếu không dạy tiền. Đa phần các bạn hỏi tất cả các bạn mà ở miền Trung Tây Nguyên, chính tỉnh miền Trung Tây Nguyên, những cái bạn mà dạy giỏi nhất, nhảy giỏi nhất ở những cái tỉnh đó đều học anh Hiếu, mà anh Hiếu dạy free dùm cho các bạn đó hết. Anh Hiếu hứa luôn các bạn, tất cả các bạn đó bây giờ làm trọng tài quốc gia, anh Hiếu dạy free hết, thật sự. Đó nên bởi vì anh Hiếu hay dạy học lắm, thường xuyên dạy học. Ok. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha, đi tiếp liên tục nha, đi tiếp. Sao không dạy cho tụi em? Tụi em muốn học dance box à? Là anh Hiếu học dance box ở tỉnh nào là anh Hiếu kêu ở tỉnh đó, ở miền Bắc á. Ở miền Bắc thì dạy phải trả tiền à, tại bởi vì anh Hiếu không có học trò miền Bắc. Anh học trò miền Bắc Hà Nội đồ là bạn Hiếu thôi, chứ anh Khánh Thi là bạn của anh Hiếu. Tất cả những cái anh chị mà các bạn ở ngoài đó là các bạn mà trong huấn luyện viên hoặc là vận động viên của quốc gia mình, giống như bạn Hoàng Khải là nhảy cho SEA Games rồi, tất cả các bạn đó bạn thân của anh Hiếu, nhưng mà các bạn đó là bạn của anh Hiếu đâu, các bạn dạy vẫn lấy tiền. Còn tất cả các bạn mà ở miền Trung Tây Nguyên, từ Đà Lạt, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Phan Rang, Văn Thiết đều là học trò của anh Hiếu, mà mấy người đó là đều là vận động viên hết, vẫn là trọng tài của quốc gia, rất nhiều trọng tài quốc gia. Đây. Rồi, để nói với các bạn thì cho các bạn coi cái video, cho coi hình ảnh anh Hiếu nha. Để các bạn nói mà không có thì các bạn nói các bạn không biết, các bạn đây để Hiếu cho các bạn coi anh Hiếu làm trọng tài thế nào ha. Rồi đây, Hiếu sẽ coi cho các bạn coi.
Đây các bạn, đây trọng tài quốc gia đây. À, đây là chứ đây là Nhã Khanh, Nhã đây là Khánh Thi, đây là Phan Hiển. Đây đây là Chí Anh nè. Đây hình bự nè, chứ các bạn coi bự lên từ từ nó qua rồi. À, đây, đây là Chí Anh nè, đây anh Hiếu đứng đây nè, anh Hiếu đây nè. Đây, đây là toàn bộ trọng tài quốc gia về đêm đang sport. Chí Anh, Khánh Thi. Đấy toàn bộ trọng tài quốc gia là anh Hiếu đứng ở đây. Đây, đó. Rồi những giải là anh Hiếu đi chấm nè. Đây là những giải anh Hiếu đi chấm nè. Đây đây giải đang đi chấm. Giải miền Trung nè là đôi nhất nhì ba, ba đôi này đều là của anh Hiếu hết. Tất cả các giải là hầu như anh Hiếu lụm giải hết, nhất nhì ba học trò anh Hiếu. Bạn đây là học trọng tài của Gia Lai, trọng tài là học trò anh Hiếu luôn. Bạn đây trọng tài ở trong trong miền Tây, trong Tây Ninh cũng học trò anh Hiếu luôn. Rồi đây là anh Hiếu đây, con gái anh Hiếu đây đó, các bạn thấy không? Ở đây anh Hiếu được cặp, anh Hiếu là được cặp này, thầy của anh Hiếu là vô địch giải khiêu vũ thể thao Tây Ban Nha, vô địch Tây Ban Nha luôn. Hiện giờ đây là Michael Lauren là huấn luyện viên cho anh Hiếu đấy, nên là anh Hiếu trong khiêu vũ thể thao là anh Hiếu dạy rất là nhiều năm rồi. Đây, đây là anh Hiếu bạn biểu diễn trên giải truyền hình HTV7, HTV9 anh Hiếu từng biểu diễn. À, rồi ok, nó giới thiệu qua cho các bạn vậy thôi nha. Rồi chúng ta học tiếp tục. Rồi. Bây giờ anh Hiếu là trong mặt trong người là anh Hiếu là máu kinh doanh thôi. Anh Hiếu máu kinh doanh. Nên anh Hiếu bây giờ là kinh doanh là chính thôi. Cái việc mà video này nó đã phục vụ cho công việc của anh Hiếu rất là nhiều. Anh Hiếu kiếm tiền từ video rất là nhiều. À, kiếm tiền rất là nhiều. Mà bây giờ anh Hiếu không có thời gian quay nữa. Anh Hiếu huấn luyện học trò quay. Nhân viên anh Hiếu quay. Thật sự nhân viên anh Hiếu nha, cái bạn lái xe cũng biết quay, cái chú bảo vệ cũng biết quay. 20 nhân viên trên một cái siêu thị là 20 bạn đều biết quay, không ai không biết quay, huấn luyện hết. Thế nào anh Hiếu sẽ cho các bạn coi quá trình anh Hiếu huấn luyện mấy bạn đó trong vòng một tuần. Thả ra các bạn tự quay hết, trong vòng đúng một tuần. Tự quay từ A tới Z hết. Nghĩa là còn thời gian anh Hiếu sẽ show lên cái chương trình anh Hiếu huấn luyện từ ngày 1 thế nào, ngày 2, ngày 3 các bạn tự nói chuyện trước ống kính như thế nào. Qua tất cả các ngày là 7 ngày các bạn tự làm video được là thả ra tự làm thôi, không cần Hiếu nữa. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Rồi đi tiếp. Bây giờ là chuyển cảnh tiếp theo là zoom in và zoom out. Bây giờ Hiếu cũng gửi hai video lên các bạn tự sửa. Các bạn mỗi lần các bạn sửa một video các bạn sẽ hiểu được cái cách làm như thế nào. Đúng không? Sửa một video các bạn sẽ hưởng. Nên anh Hiếu muốn các bạn thực tập liền để các bạn biết cách sửa một cái video nó như thế nào. Rồi, từ từ anh Hiếu sẽ cho các bạn hai video. Rồi, hai cái video này, zoom in và zoom out, các bạn cũng tự sửa. Anh Hiếu coi cái thành quả của các bạn làm, tự sửa. Cái nào mà nhịp nhàng nhất giống như là video mẫu của Hiếu đã gửi cho các em coi. Các em sửa giống như video mẫu cho anh Hiếu gửi cho em coi. Rồi, các em thu lấy video về đây, rồi các em tự sửa lên cho anh Hiếu coi. Các bạn phải cắt khéo léo nha, các bạn cắt khéo léo. Rồi anh Hiếu sẽ đưa lên đây, anh Hiếu giải thích rồi các bạn sẽ làm. Đây anh Hiếu giải thích trên này. Cái đoạn 1 anh Hiếu sẽ lấy tới chỗ này thôi. Đây cái đoạn 1 anh Hiếu lấy tới chỗ này thôi. Tới vừa xé cái áo này thôi. Là anh Hiếu lấy còn bao nhiêu anh Hiếu cắt bỏ. Và đoạn 2 anh Hiếu lấy là cái áo này, cái áo mà khi mà đang còn dừng á thì đừng phải cắt qua cái đoạn dừng nha. Chuyển ra đã khi mà nếu như mà mình cắt xong cái đoạn kia mà qua cái áo mà đi ra vẫn còn dừng lại là nó xấu lắm. Nên cái đoạn kia vừa di chuyển là phải di chuyển ra luôn. Cắt cái đoạn bỏ đang dừng lại thì bỏ đi. Cắt hai cái đoạn là đi ào qua liền luôn. Chuyển cảnh qua liền. Rồi các bạn làm. Đấy, nghe hướng dẫn đồng môn. Đấy, nghe hôm nay hướng dẫn đồng môn vất vả quá hả? Anh Hiếu dạy lớp bên này, anh Hiếu phải nhờ một cái bạn trong lớp của anh Hiếu dạy ở bên khó chuyên sâu. À, các bạn đó là các bạn lớp giống như là lớp trưởng của lớp vậy, các bạn hướng điện lại cho tất cả các bạn, các anh chị ở dưới. Nên là các bạn hôm nay hướng dẫn ba đồng môn
vất vả quá thầy ơi, anh Khanh, anh Nam, anh chị Minh. Đó cả. Ok, các bạn làm rất là nhanh. Có đúng chính xác không nha? Hay quá bạn ơi, hay quá. Ngọc Nguyễn hay Kim bạn. Hay quá. Hai bạn xong rồi, Ngọc Nguyễn Kim bạn xong rồi, ok. Tiếp theo các bạn khác khẩn trương lên. 11 giờ, cho các bạn tới 11 giờ kết thúc nha. Nói các bạn tranh thủ nha. Quốc Hùng. Hay quá, các bạn nhiều bạn cắt cái đoạn thứ hai bị hụt nhiều quá. Các bạn cắt đoạn thứ hai hụt nhiều quá, các bạn giữ lại cái đoạn thứ hai bớt một tí xíu nữa. Hụt quá là nó sẽ bị giật. Cái đoạn 1 qua đoạn 2 nó không có êm là nó bị giật. Nghĩa là đoạn 2 là vừa mới ló ra một phát thôi, đừng có cắt sâu, cắt ít thôi. Nó mới đẹp. Nha, đoạn 2 á. Hay rồi. Đâu quá, đang coi video. Ok, mẹ Đặng Trường. Rồi, đang coi video. Hà Nguyễn. Rồi. Hay quá. Cái gì đây? À, bún riêu ốc thả. Ồ, hay quá. Bún riêu ốc thả cũng đẹp tốt luôn. Bạn nào cũng làm ok đó, các bạn làm rất ok luôn. Tới lần thứ ba là các bạn nhùng nhuyễn rồi. À, các bạn bạn Nguyễn Tư bị đoạn 2 còn chậm tí xíu. Nguyễn Tư, em phải cắt thêm đoạn 2 tí xíu, nó còn bị giờ cái đoạn 1 qua đoạn 2 nó còn bị dừng một tí xíu, em phải bỏ thêm một cái đoạn một tí xíu chỗ dừng nữa em mới ok nha em. Nguyễn Tư á, giờ coi lại Đỗ Trang nè.
Rồi ok, Đỗ Trang hay quá, Đỗ Trang hay quá, Đỗ Trang ơi. Rồi tôi coi bạn Ngân nha. Hay quá. Hay quá. Hồi nãy giờ như là mấy là video đẹp của ai ha? Video của bạn Virus. Cái video của bạn Virus cắt rất là chuẩn. Rất là chuẩn luôn. Bạn Virus, Virus hả? Virus cắt chuẩn quá. Chúc ta Dũng. Rất là nhiều bạn cắt hay nha, nhưng mà rồi Mr. Dũng cắt quá hay luôn. Mr. Dũng cắt hay, Mr. Dũng cũng hay luôn. Quốc Hùng coi lại video Quốc Hùng. À, Quốc Hùng. Đúng rồi. Bạn Quốc Hùng là bạn Quốc Hùng mà cái video 1 các bạn cho xác vào tí xíu nữa. À, Quốc Hùng bị cắt hơi bị hụt bộ video 1 rồi. Video 1 cho xét vào tí xíu nữa cho nó không có bị giật qua tí xíu nha Hùng nha. Quốc Hùng cho cái video 1 thêm một tí xíu nữa em, cho nó đi xét vào tí xíu nữa nó không bị giật em ơi. Ok. Rồi ok, bạn nào đây? Bạn nào Lê Việt Bình. Ok. Việt Bình. Rồi hầu như là các bạn đều làm được hết rồi. Mình thấy các bạn làm ok hết rồi. Ổn, tất cả các bạn làm ổn hết rồi. Rồi, ổn. Có bạn nào chưa theo kịp bài? Bạn nào chưa kịp bài comment lên cho anh Hiếu đi, anh Hiếu biết đi. Bạn nào chưa kịp cho anh Hiếu số 0 lên, anh Hiếu biết là chưa kịp đi. Anh Hiếu coi thử các bạn nào chưa kịp không? Ok, rồi quá hay rồi. Quá hay rồi. Rồi, ổn hết rồi. Rồi, bạn Chu Thơm chưa kịp hả? Em đang còn gặp khó khăn gì? Nói Hiếu nghe coi. Chu Thơm đang bị vướng cái gì? Anh Hiếu hướng dẫn nè. Em vẫn ghép chưa được ạ. Nãy giờ em ghép được video nào chưa? Nãy giờ em ghép được video nào chưa? Chu Thơm. Không sao nha em chậm không sao. Em chậm thì không sao. Em cứ nói đi để Nếu biết hỗ trợ em. Nếu sẽ hỗ trợ em từ từ. Rồi, các bạn cứ tự làm nha, các bạn tự nhiên làm nha. Anh Hiếu quay lại hỗ trợ cho bạn Chu Thơm một tí xíu. Hỗ trợ cho bạn Chu Thơm một tí xíu là các bạn Chu Thơm sẽ đi theo kịp mình được à. Em bận việc vào muộn nên chưa có phần chỉnh sửa video. Anh ơi, em tải các cấp về làm liền, nhanh tác hành. Bạn Khương Đoàn, tải các cấp về. Là vào liền, vào nhóm, em đã vào được nhóm chưa? Lấy video trên nhóm được chưa? Rồi, bạn Chu Thơm ơi, nhìn lên video cho anh Hiếu nè. Nhìn video cho anh Hiếu nè, Hiếu trẻ lại cái đoạn này, Hiếu trẻ lại cái đoạn này. Ví dụ như anh Hiếu trẻ lại đoạn này, Hiếu trẻ lại đoạn này đi. Anh Hiếu bây giờ cắt cái đoạn kia nha. Từ anh Hiếu sẽ cóp hai video này vô. Anh Hiếu cóp hai video này vô trong máy đã nè. Từ nha, video 1 và video 2. Anh Hiếu sẽ cóp hai video vào và anh Hiếu làm cho em coi. Ok. Hai video này vào máy rồi. Chu Thơm nhìn trên máy giùm anh nha. Một là đoạn 1. Là cô gái này đi tới này, anh Hiếu muốn cắt tới cái chỗ này thôi. Anh Hiếu di chuyển cắt mới tới chỗ này thôi. Cắt tới chỗ này thôi. Này, video này đã cắt xong rồi. Video này cắt xong rồi, anh Hiếu bỏ từ từ. Anh Hiếu chọn lại video 2, video 1 để. Đây. Rồi. Anh Hiếu muốn cắt video tới này thôi. Bây giờ đây nó đang dư có một tí xíu chỗ này thôi, Chu Thơm. Bây giờ nó đang dư cái chỗ này, từ đây tới đây nè, Chu Thơm ơi. Em thấy nó dư từ cái thanh thước này tới chỗ này không? Em nhấp cái tay vào cái video luôn, nhấp cái tay vào video luôn em. Nhấp tay vào video rồi. Em nắm cái ngón tay, em kéo cái phần trắng này tới cái thước này là cái phần nó tự mất. Làm luôn đi em, nắm cái phần trắng này kéo tới cái thước là nó tự mất. Lấy ngón tay đặt vào kéo tới cái phần thước. Rồi, tự nó mất. Được chưa?
Ok, đoạn video 1 cắt đã xong. Nha, từ đó cắt là xong. Được chưa Thơm, được chưa? Em được là ok cho anh đi. Nếu chưa thì anh đợi em. Còn cách thứ hai nha chú Thơm, cách thứ hai này chú Thơm anh kéo lại này, cách thứ hai em có thể làm nhanh hơn. Cách thứ hai là bây giờ nó đang thừa cái đoạn này, nè, mình muốn đang nó đang thừa một đoạn này, từ nha anh kéo lại nè, bây giờ nó đang thừa một cái đoạn này đây, giờ nó, anh Hiếu muốn cắt từ đây tới đây, nha chú Thơm, cắt từ đây tới đây thì anh Hiếu nhấp vào cái video này, nhấp đó cái video này, bây giờ anh Hiếu muốn cắt từ đây tới đây. Em nhấp vào cho nó hiện cái màu trắng lên. Rồi em bấm vào chữ tắt này, bấm vào chữ tắt ở dưới, em bấm vào chữ tắt. Rồi là nó sẽ đứt cái đoạn nó ra rồi, nó đã tắt từ phần 1 và phần 2 này, tắt đoạn này rồi. Rồi em muốn bỏ cái video đó, thì em đụng cái vào cái video cần bỏ đó cho nó nổi trắng lên, như vậy. Đó, nó nổi trắng lên gì? Em bấm vào chữ xóa là nó tự nó mất thôi. Bấm vào chữ xóa là cái đoạn đó nó mất. Rồi đoạn 1. Ok, làm được các đoạn 1 được chưa Thơm ơi? Thơm cắt được đoạn 1 chưa? Em Chu Thơm không thấy trả lời. Tới đâu rồi? Anh Hiếu biết ngỡ. À, tại vì em có một thiết bị thôi, em làm không kịp đâu. Hồi nãy anh dặn là phải có một cái điện thoại nữa, một cái vào Zoom và một cái điện thoại nữa em mới làm kịp. Không thì em làm không kịp đâu. Các bạn này có hai thiết bị hết đó, các bạn mới làm nhanh vậy đó. Ngô Quốc Hưng, cái đoạn 2 em làm chậm quá, em cắt thêm đoạn 2, Quốc Hưng ơi, Quốc Hưng đoạn 2 còn nhiều lắm, em cắt đoạn 2 thêm đi. Rồi, Ngọc Sơn ok. Rồi, ok, Ngọc Sơn quá đẹp rồi. Rồi em Chu Thơm ơi, anh cắt tiếp đoạn 2 cho em Chu Thơm coi nha. Đoạn 2 là anh bỏ từ cái vai này nó đang dừng, anh bỏ từ đoạn này tới đoạn bắt đầu cô gái để đi ra. Thì cái đoạn 2 này, em Chu Thơm nhìn giùm anh, cái đoạn 2 này nó cũng có một cái đoạn cắt như vậy, thì anh cũng để cái thước vào cái chỗ anh cần cắt đây. Anh nhấp cái ngón tay vào cho cái đoạn video nó nổi trắng lên. Rồi anh bấm vào chữ tắt, là cái đoạn đó nó đã tự nó tắt ra. Rồi anh nhấp vào cái chữ cái phần mà cần bỏ, em nhấp vào video cần bỏ. Em bấm vào cái chữ xóa là xong. Rồi video nó đã cắt xong. Ok, nó dễ vậy thôi em. Rồi em muốn bỏ âm thanh gốc là em vào cái chỗ mũi cho cái lo này, em bỏ âm thanh gốc, bấm tắt bỏ âm thanh gốc. Rồi là xong. Rồi em cho âm nhạc vô là xong. Được rồi, cái tới này là em đã nắm được rồi đó. Rồi thầy xem giúp em, ok thầy xem giúp em, rồi video giúp em chỗ này ha. Rồi ok, của em video em đây, Đạt Râu nhà mặt phố. Hello. Rồi ok. Em gì ơi? Em gì
Trần Đạt. Trần Đạt răng hàm mặt hả? Đạt đạt ra mặt ok rồi. Em còn thiếu cái là lòng nhạc cho thôi. Đạt cho anh nhạc vào nữa là ok nha nhạc nhân Đạt. Cho nhạc vào nữa là ok, tắt âm thanh gốc và cho nhạc vô là ok. Em cắt chính xác rồi đó. Rồi video của bạn gì? Các bạn video bạn này bạn nhà mặt phố. Nhà mặt phố đoạn 2 còn dư nhiều quá, cắt bớt. Đoạn 2 em để nó vẫn còn giữ lại cái lưng đó là nó bị khựng lại chỗ đó rồi. Cắt cho nó liền là mạch ra luôn. Ok, xong hết rồi các bạn, xong rồi. Đây tiếp phần tiếp theo. Ồ, rất là nhiều bạn là nhiều à. Cũng còn một số bạn là làm chưa kịp ha. Còn một số bạn làm chưa kịp. Rồi bao nhiêu còn 67 bạn à, khuya rồi. Bây giờ đi phần tiếp theo, một phần cuối cùng. Phần cuối cùng là phần thứ phần cuối cùng là phần gì các bạn? Cuối cùng là chuyển cảnh gì nhớ không? Chuyển cảnh gì của phần cuối cùng? Comment lên đây, các bạn nhớ bài không? Còn một phần cuối cùng là chuyển cảnh gì? Ban nhanh nha, không phải là ban, gọi là Flatwick. Đúng rồi, Flatwick, đúng rồi, chính xác, Flatwick. Ok, bây giờ anh chuyển hai video Flatwick lên, các em tự em sửa cho anh coi video Flatwick. Flatwick là nó hơi khó hơn nha. Flatwick là hơi khó nên anh sẽ hướng dẫn tụi em. Hướng dẫn rồi tụi em tự làm nha. Anh hướng dẫn qua rồi tụi em mới tự làm được. Flatwick là nó cần phải sử dụng tốc độ nên nó hơi khó hơn. Nhiều góc Flatwick đâu. Flatwick. Mình xem video Blackwick anh không thấy ha. Đếm đây cho đúng rồi mà sao nó Blackwick đúng rồi. Vừa online. Vừa online tự dân. Online. Rồi Blackwick đây. Hai video Blackwick. Rồi gửi vào nhóm nha. Nhóm video buổi 1. Ok các bạn. Ha, các bạn lưu video về đi, hai video Blackwick lưu về đi. Thay vì người ta làm 3 video thì anh Hiếu làm 2 video thôi. Nếu chỉ cho các bạn cách 2 video cũng chuyển thành Blackwick được. Để các em làm dễ làm hơn. Sau này các em biết làm rồi các em sẽ làm 3 video mới hay. 2 video vẫn được nha. Ok, các bạn đeo về đi. Tải về đi. Rồi vào các cấp chọn dự án mới, chọn hai video đó vào đi. Các bạn nào phần trước làm chưa kịp thì bỏ phần trước qua đi nha, làm tiếp theo phần này cho kịp bài chứ đừng có làm phần trước chưa xong thì từ từ làm. Rồi, qua tiếp phần này. Cho hai video vào. Rồi ok, các em nhìn lên đây giùm anh nha. Cái đoạn video 1 anh chỉ lấy cô này tới cái chỗ cô này nhìn tới đây thôi, cô này nhìn cái mặt nó tới đây thôi, được chưa? Cô này vừa đi tới này nhìn cái mặt bà này thôi, rồi anh muốn lấy tới đoạn này thôi thì cái đoạn này anh bỏ đoạn này tới đoạn này. Nếu mà bỏ một đoạn dài này, một cách thứ nhất là mình vào đây mình lôi nó tới đây, hai là mình bấm vào chữ tách là mình bấm chữ tách xong rồi nó tách làm hai đoạn, mình bấm vào cái đoạn xóa này mình xóa đi giống như nãy giờ cái bước nãy giờ mình làm. Rồi. Xong đoạn 1 là xong. Bây giờ đoạn 2, trong video này nó đang chuyển động, nó đang ban mà chậm. Nó đang ban mà nó ban còn chậm lắm. Nó ban đang có ban rồi mà ban chậm quá. Anh Hiếu muốn cố ý làm chậm để anh Hiếu chỉ cho các em làm chỗ này, tăng tốc độ lên cái chỗ này. Nhớ. Rồi, bây giờ anh Hiếu muốn các em tăng tốc độ nhanh cái đoạn này và vào tới đây sẽ chậm lại. Từ cái đoạn này tới cái đoạn này anh Hiếu muốn tăng tốc độ nhanh và vào trong chậm lại. Đây là một tốc độ, cách làm này là cách độ tăng tốc độ của pro, người ta mới sử dụng cách này, muốn nhanh chỗ nào chậm chỗ nào pro, người ta mới thường thường mới sử dụng này.
Còn thông thường các bạn, các em sử dụng là các em sẽ nhanh cả đoạn video chứ các em không thể nhanh từng khúc được. Nhưng mà trong các cấp nó hướng, nó có cách để cho mình chậm từng đoạn một được. Ok chưa? Bây giờ em nhấp vào cái video. Nhấp vào video nha. Em nào mà không kịp là ba em bình luận liền nha, comment liền, không kịp để anh Hiếu dừng lại cho tôi, anh Hiếu đi nhanh, các em đi không kịp. Vào tốc độ, em chọn tốc độ giùm anh. Tốc độ. Rồi. Các bạn em tốc độ, bây giờ một là tốc độ bình thường, là cách cắt thông thường. Là nếu mà tốc độ bình thường nè, anh hướng dẫn luôn, vào tốc độ bình thường. Em kéo xuống, em kéo cái này xuống, cái này xuống là nó sẽ chậm. Nếu mà em muốn slow motion, em muốn cho video nó slow motion, em kéo chậm xuống này. Thì nó, em ví dụ như chậm xuống bao nhiêu thì nó sẽ chậm. Này, em xem lại video đó, nó sẽ rất là chậm. Cái đoạn này nó sẽ chậm. Đó, nó sẽ chậm. Em muốn chậm hơn nữa thì em cứ kéo xuống. Đấy. Còn muốn nhanh thì kéo lên. Muốn nhanh thì mình tăng lên là kéo nhanh. Đây là bình thường nha, cách làm nhanh. Cái đây là cách làm của cả một video. Kéo chậm thì nó chậm cả video, mà nhanh thì nhanh cả video. Không có thể nhanh từng đoạn được. Và nếu như mình muốn nhanh từng đoạn, bây giờ mình bấm cái tích này ra đi, bấm ra đi, mình không sử dụng cái nhanh này. Mà mình sử dụng, mình nhấp vào nhanh uống công giùm cho anh. Uống công. Và nhanh uống công. Rồi, thì ở đây nó có rất nhiều cái biểu đồ uống công, muốn chạy nhanh lên, nhanh xuống, nhanh như thế nào đó, nhanh như thế nào đó, thì mình sử dụng nhanh uống công. Nhanh uống công thì nhanh lên, nhanh xuống đó, mình tự điều chỉnh cái nhanh uống công đó. Thì bây giờ anh Hiếu đang cần nhanh cái đầu mà chậm cái đuôi. Cái đoạn đầu vào nhanh, cái đoạn đuôi chậm. Thì anh Hiếu tìm một cái đoạn nào nó tương ứng vậy. Đây, đây đây nó có một cái đoạn tương ứng đây. Nhanh ở đầu và chậm ở đuôi, được chưa? Nhanh ở đầu và chậm ở đuôi. Thì anh Hiếu nhấp vào đây hai lần. Nhấp vào cái chỗ này hai lần luôn, 1 2 2 lần. Nó sẽ cho anh Hiếu thấy cái biểu đồ đang chạy. Cái biểu đồ đang chạy là bốn cái cục này nó chạy nè. Đây nó chạy nhanh, qua đây nó chậm lại. Thì anh Hiếu sẽ bấm, anh Hiếu giữ, anh Hiếu coi thử được chưa? Đó, anh Hiếu các bạn coi. Các bạn bấm được cái là các bạn bấm vào đó các bạn coi biểu đồ nó chạy. Đấy, nó chạy như vậy. Rồi bây giờ nếu như các em không thích cái biểu đồ này, các em có thể chỉnh sửa vào, ấn cái tay vào cái cục này, duy trì cái cục này theo ý mình. Muốn nhanh lên cao, muốn thấp gì đó thì tùy em. Em muốn chậm bao nhiêu hay nhanh bao nhiêu em có thể di chuyển cái cục này, cái cục này đấy, cái thước này mình muốn di chuyển bao nhiêu đó mình di chuyển. Mình di chuyển thì mình cứ coi lại. Đúng không? Mình di chuyển như thế nào đó mình di chuyển. Rồi anh cần nhanh một phát dừng lại. Rồi anh đã làm như vậy rồi, anh chuyển tới như vậy là anh đã xong rồi đó. Anh chuyển gì là anh xong rồi đó. Ok được chưa? Anh ok, anh chấp nhận đó. Anh chấp nhận đó là anh bấm vào cái tích này, bấm vào dấu tích này là nó thoát ra ngoài là anh đã xong rồi. Anh tích ra tới đó rồi anh bấm tích cái chỗ này, tích mũi dấu đôi này nó thoát ra ngoài luôn. Rồi bấm tích ra thoát ra ngoài rồi anh đã xong. Ok em thử coi lại thử coi. Rồi xong cái việc này, bây giờ xong rồi em chỉ có bỏ nhạc vào nữa là xong. Ok hay quá. Rồi bấm tắt âm thanh, bỏ âm thanh gốc, bỏ âm thanh gốc, chọn âm thanh nhạc, được chưa? Chọn âm thanh, rồi chọn bài nhạc. Rồi chọn nhạc xong xúc và xúc file. Ok các em chọn xong em xúc file. Các nhạc phần thừa đây bỏ. Rồi xong xúc file. Rất là nhanh. Qua mấy thao tác mình đã hoàn thành được một video. Quá hay luôn. Rồi. Trời ơi các em Hoàng Nguyên này còn nhanh trước anh nữa, khủng à. Hoàng Nguyên nhanh trước anh luôn. Đúng rồi Hoàng Nguyên. Hay không? Hay không Hoàng Nguyên? Hay không Hoàng Nguyên, thấy hấp dẫn không? Hoàng Nguyên hay hấp dẫn không em? Ồ Ngọc Sơn xong luôn. Ngọc Sơn ơi cho âm thanh vui. Ngọc Sơn ơi cho âm thanh đi em ơi. Ngọc Sơn em lấy cho âm thanh vào. Cho âm thanh vào đúng rồi. Tắt âm thanh gốc cho âm thanh mới vào đi em. Ủa video 1 đâu em? Ngọc Sơn chưa có video 1. Video 1 cho video 1 vào Ngọc Sơn ơi. Chiến. Ê, Chiến ơi, Chiến.
em cắt thêm, cắt em cho nhanh thêm cái đoạn vào trong cô gái, cho nhanh thêm nữa, đừng có tới cái bọn có một đoạn nó tự nhiên nó nhanh xong nó bò chậm, đừng có bò cái đó, cái đoạn đó em rê cái cục cho nó nhanh luôn, vào nhanh luôn được tới cô gái mới dừng lại, nó mới hiệu ứng, nó mới đẹp, quăng ao đụng cô gái ngừng lại, chỉnh cái cục lại một tí xíu. Hay. Oh, hay quá. Khá khen cho em Phạm Hồng Hương nha. Phạm Hồng Hương, em là con gái mà em rất là nhanh nhẹn, em làm rất là linh hoạt luôn, em cũng nhắc nhanh luôn. Bạn em gì chưa hoàn thiện được này, em gì Nguyễn Thị Nguyệt là em tăng nhanh cái đoạn video 2, em nhanh luôn, đừng có cho nó bò vào, nhanh tới lúc đụng cái cô gái, nhìn kẻ cái cô gái mới dừng lại, chỉnh lại cho nó tí xíu. Ok, các em làm hay quá, hay không các em, hay không cách làm này, hay không kỹ thuật này, hay không em? Kỹ thuật này á là chủ của điện ảnh tụi nó dùng thôi, nó không có chỉ cho tụi em đâu. Nó thiệt, cái này là không có ai nó chỉ cho các em cách làm cái đoạn này đâu. Anh Hiếu chia sẻ hết đó. Chứ cái này là cái là giấu nghề mà. Cái này là tụi điện ảnh nó giấu nghề, nó không dạy đâu. Thật sự em đi học tất cả cái nơi nào nó không bao giờ dạy cho em cái cách làm chuyển cảnh này hết đó. Anh Hiếu chỉ chi tiết cho tụi em về nhà tụi em làm, sử dụng ok liền. Hay quá, nhiều bạn làm được rồi, kim bạn đồ, rất là nhiều bạn làm được rồi. Trời ơi, trời em quốc hưng, trời, tỉnh xác luôn. Rồi, quốc hưng, hay quá, công trình. Đó, đàn nhạc vui vậy chứ em. Vui vậy, đúng rồi. Ê, bạn nào, bạn kim bạn còn bị chậm cái đoạn 2 tí xíu nha kim bạn. Đừng có cho bò vào, nhanh là nhanh cái eo vô đụng luôn, đừng có cho nó bò vào, nó nhanh xong tự nhiên nó bò vào không hay. Nhanh vào luôn. Thêm một tí xíu nữa chỉnh cái cục đó vào tí xíu nữa. Đúng rồi. Lê Chí Hiếu, Nguyễn Chí Hiếu chính xác 100%, Nguyễn Chí Hiếu chính xác. Hay quá, ok. Lực lê, ok rồi, lực lê hay quá. Bún ốc, được rồi, Út con ốc thử nha. Ok, bún ốc chuẩn luôn. Ồ, bún ốc này, bạn này được coi, bạn này hồi chiều học rồi mà, nó bây giờ làm giỏi vậy. Đúng rồi, ồ, bạn Út ốc ở chiều này giọt rồi, bây giờ bạn Út ốc làm giỏi quá. Chuẩn luôn. À, Duy Khương, công cụ làm video là cắt cúp em ơi, em lên tải cắt cúp về, em lên em vô App Store em tải cắt cúp về em ơi, tải cắt cúp về anh coi tiếp. Ngọc Sơn nha, Ngọc Sơn em làm cái gì vậy? Ngọc Sơn ơi tải, Ngọc Sơn đang làm video ở đâu vậy? Ngọc Sơn, em chọn hai video không đúng rồi, em chọn video lại đi em. Kim Vạn, đúng rồi, kim bạn vẫn còn chậm tí xíu cũng, mà tạm được kim bạn, tạm được, ok, rất nhiều bạn, hay quá. Bao nhiêu bạn rồi, anh coi thử video thử bao nhiêu bạn rồi, đây trời, rất là nhiều bạn rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi ok. Em Đỗ Trang ơi. Đỗ Trang nhìn lại màn hình nha Đỗ Trang. Em nhìn lại màn hình giùm anh nha. Bạn nào đang làm thì tiếp tục làm nha. Đỗ Trang ơi.
Đây, sau khi cắt hai video xong rồi, anh trẻ video lại từ ban đầu, anh trẻ lại video từ ban đầu cho em. Rồi, video này anh trẻ là từ ban đầu anh làm đây. Trẻ từ ban đầu luôn, trẻ lại. Rồi. Rồi, em coi em nhân trang, nghĩa là cái video 1 nè. Cái video 2 anh muốn á, anh muốn là ban nhanh lên, anh muốn ban cái đoạn này, anh muốn đoạn này nó đang từ từ nè. Anh muốn nó ban cái ào vô đụng cái cô gái này luôn, anh muốn ban nhanh đoạn này, thiệt nhanh vào đụng cô gái này dừng lại. Nhanh vào cô gái này dừng lại, anh đang muốn vậy. Nhanh vào cô gái dừng lại được chưa ba cho Đỗ Trang. Thì em nhấp vào video 2, nhấp vào cái video 2. Em chọn cho anh tốc độ. Hiểu không? Và em dùng cái tốc độ uống không nghe, cái tốc độ bình thường thì nó sẽ làm cho mình kể video đều nhanh. Kể một video đều nhanh hoặc kể video đều chậm. Nhưng mà tốc độ uống công là mình muốn nhanh chỗ nào, chậm chỗ nào tùy ý mình. Nên mình chọn vào tốc độ uống công. Tốc độ uống công này là rất pro. Thì anh muốn nhanh đoạn đầu, anh muốn chậm đoạn sau thì em coi những cái biểu đồ này nè. Cái nào mà lên cao là cái đó chạy nhanh, cái nào mà xuống thấp thì cái đó là chạy chậm. Cái này là đang nhanh, đang chậm, nhanh, chậm, nhanh. Đây cái này thì bây giờ mình muốn nhanh đoạn đầu và chậm đoạn sau thì có biểu đồ này. Biểu đồ đơn giản này là biểu đồ này. Đây là đang ở trên cao là nó nhanh nè, rồi nó bèo lên nó chậm nè. Em chọn cho anh biểu đồ này. Rồi, biểu đồ này em sẽ coi lại cái biểu đồ này. Đó, thấy không? Nó chậm nó vô nè. Đúng không? Được chưa? Em nhấp thêm một lần nữa. Em thấy ba bốn cái cục này nó đang di chuyển, bốn cái cục này thì cái cục này nó chạy tới đây, nó sẽ xuống chậm. Thì em muốn nhanh đoạn nào, chậm đoạn nào thì em di chuyển bốn cái cục này đưa lên cao hoặc là xuống thấp tùy em, hoặc xuống thấp chậm hơn thì xuống thấp tùy em. Đó, em muốn đưa lên cao hay xuống thấp thì đó, em tự di chuyển cái cục này theo ý của em. Đó, anh là để như vậy, anh để tự nhiên của nó là để xong rồi. Rồi anh xong là bấm tích ra, anh sắp tích ra vào đây. Rồi vậy là xong, bấm tích ra đây, anh em chọn nhạc thẻ vô. Được chưa Đỗ Trang ơi? À, phụ kiện của sao em làm nó chậm cái đoạn cuối gì em? Đoạn cuối á, em chọn y chang cái đó, đừng cần chỉnh là nó đã được rồi. Rồi ok rồi, cái em Ngọc Nguyễn được rồi. Em đang thực hành nè. Ôi cảm ơn Đỗ Trang, hay quá. Hay quá. Em ơi hay quá, các em nhanh trí quá. Làm nhanh quá. Bạn nào Nguyễn Ngọc hỏi khi nào học tiếp hả? Học hôm nay là xong rồi em. Nguyễn Ngọc ơi, hôm nay học là xong rồi. Hôm nay là học hết rồi đó em ơi. Em muốn học nữa là em chỉ có vào khóa chuyên sâu của anh thôi. Chứ còn khó này xong rồi. Rồi bây giờ anh gửi cho các em coi hai video mà anh sử dụng. Một video là sử dụng tốc độ, không có sử dụng tốc độ gì cao sang, bình thường. À để anh coi là một cái video là tốc độ hay hơn chút nha. Để anh cho em coi hai video. Để anh coi về hai video, anh sẽ gửi cho em coi hai video. Rồi. Rồi các em coi hai video anh gửi lên, một video đây và một video tốc độ hay hơn. Này chưa có chữ đi. Em tìm video chưa có chữ thưa coi. Rồi. Các em coi giùm anh hai video.
cùng một cái mà một cái anh sử dụng và tốc độ của Pro tí, còn một cái thì anh sử dụng tốc độ bình thường, một cái để bình thường, một cái sử dụng Pro, thì em coi hai hiệu ứng em sẽ cảm nhận được. Rồi anh gửi hai video, một cái video 11 giây là anh sử dụng bình thường, còn cái 19 giây là anh sử dụng tốc độ Pro hơn một chút xíu, thì em sẽ cảm nhận được cái tốc độ nó sẽ ảnh hưởng gì tới cái video. Không, anh không có ghi video. Anh nói rồi là tất cả những cái buổi này trình chiếu không mà không có ghi video. Em thực tập của em làm luôn, anh không có giữ video lại đâu. Các em coi hai video anh gửi lên. Rồi các em nào xong em coi hai video đó trước đi, rồi các em bình luận cho anh coi hai video đó, video 1, video 2. Bình luận video 2 nó khác video 1 như thế nào? Cảm ơn em nha, cảm ơn em gì, em gì Nguyễn gì Nguyễn C, anh chưa thấy hết cái tên, thấy Nguyễn C bình luận là cảm ơn anh Hiếu buổi học rất là bổ ích và chất lượng. Ok, cảm ơn em, cảm ơn em rất là nhiều. Anh mong muốn là em sẽ nhận được nhiều kết quả từ anh nha, tất cả mong muốn tất cả các em nhận nhiều kết quả từ anh. Chú Thơm ơi, chú Thơm đoạn 1 đâu, đoạn 2 em làm được rồi, mà đoạn 1 em ghép đoạn 1 vô đoạn 2 chứ, chú Thơm. Video 2, nhìn điện ảnh quá, đúng rồi. Hay quá em. Đó, chất lượng của cách làm, tốc độ nó là như vậy đó, tốc độ nó có chất lượng như vậy đó. À, tốc độ nó sẽ làm cho mình có chất lượng như vậy. Nét và bình thường, tốc độ sử dụng nó pro hơn, nhanh chậm nhìn cảm giác hay hơn nhiều. Mà cái đoạn video nó rất là ngắn, anh đang có một cái đoạn video nó cực ngắn mà anh cũng có thể làm ra được, tốc độ nó trở nên cái video nó hay hơn nhiều. Thôi, đoạn 2 có hiệu ứng hay hơn, tốc độ sẽ làm video mình hay hơn. Tốc độ làm video rất hay, tốc độ nhờ tốc độ thôi video nó sẽ hay hơn nhiều. Ok các em, hiệu ứng tốc độ theo âm thanh, đúng rồi. Nếu như mà đây âm thanh chưa, em chưa chọn nha, âm thanh mà mình chọn nữa là nó càng hay hơn nữa, âm thanh mà chọn ăn khớp chứ nữa nó càng hay hơn nữa. Rồi nãy giờ anh Hiếu đang chỉ cho các em qua tất cả các bước mà chuyển cảnh bằng kỹ thuật quay chuyển cảnh. Và bây giờ anh Hiếu cho các em coi một cái video mà anh Hiếu dùng bằng app chuyển cảnh, anh chuyển cảnh trên app, không phải chuyển cảnh bằng kỹ thuật quay bình thường, nhưng mà chuyển cảnh trên app. Anh sẽ gửi lên cho các em coi nha. Một cách nữa anh Hiếu hướng dẫn cho em xong cái này nữa là xong nha, hướng dẫn cho các em cách chuyển cảnh trên app nữa. Là anh em mình tối nay học cái đó là quá nhiều rồi, quá nhiều cái mà các em cần học rồi. Để em biết cách chuyển cảnh trên app nữa là ok luôn, xong luôn. Để anh coi video chuyển cảnh trên app đây các em coi nha. Mở cho các em coi một cái chuyển cảnh trên app nữa là ok luôn. Là để anh đang tìm video, gửi video cho em coi. À, anh Hiếu có quá nhiều video nên anh Hiếu á, mỗi lần gửi cái gì thiếu lựa muốn chết luôn. Thank you.
Rồi các bạn coi giùm anh Hiếu video trên đây. Video trên đây là anh Hiếu sử dụng app để chuyển cảnh. Các bạn coi đi, chuyển cảnh như app cũng vẫn có thể cũng được, không có kỹ xảo, không có phải là pro, nhưng mà pro của trước đây, cách đây là pro của trước đây, người ta thường dùng pro của trước đây là người ta thường dùng như vậy, là phim ảnh truyền hình người ta thường dùng. Các em có coi các em nhận ra không, là truyền hình phim ảnh nó thường dùng. Hiệu ứng chuyển cảnh, ok, coi có đẹp không em? Chuyển cảnh bằng hiệu ứng đẹp không? Ảo diệu luôn. Chuyển cảnh nhiều cái, nhiều trò lắm, rất là nhiều trò. Đẹp quá anh hả? Đẹp mà, anh Hiếu giới thiệu đẹp mà. Rồi cái chuyển cảnh nó cũng pro luôn nha. Đó là chuyển cảnh không cần cái kỹ thuật của mình quay á. Nếu cho em một video này nè, cho em coi một video này thử đi, thử cái video này anh Hiếu làm mà, nếu làm nhấp nháp qua thôi mà em coi thử video này là video gì này. Phải thử gửi cho nhóm, gửi nhóm cho em qua một video này nữa. Rồi các em, anh Hiếu mới gửi một cái video lên á. Anh với em coi thử coi. À, video này, video nào không phải, không phải rồi. Phải rồi, lỗi rồi. Lộn, nhầm video đâu rồi. Như đang đặt coi lại nha. Thank you.
đang chạy lên nha các em, nó đang lên, nó đang tải lên rồi, tí xíu em nghe nó gần xong rồi, gần lên được rồi. Rồi qua rồi các em coi thử đi, anh làm chơi chơi buổi sáng anh ở nhà vắt nước cam, anh quay tí xíu chơi thì các em thấy có được không, làm sản phẩm như bán nước cam cũng được không. Một số bạn đi ngủ hết rồi, một số bạn trễ quá đi ngủ hết rồi. Ok. Thấy không? Này nó quay sản phẩm nè, cho em coi một video quay sản phẩm nè. Nó quay sản phẩm, anh tìm một cái video quay sản phẩm. Anh dùng đèn, cái video này thì dùng đèn nha. Dùng đèn để cho nó thay đổi một tí xíu. Nếu có quay lại cái cảnh mà mình làm luôn. Rồi một cái video anh Hiếu quay sản phẩm, nghe em coi. Cái này, những cái video này là anh Hiếu quay nhấp nháp cũng không cẩn thận lắm, mà quay tư liệu cho các em coi. Là cách anh Hiếu chỉ dùng đèn thôi, anh Hiếu sẽ dùng đèn để anh Hiếu chiếu cho cái sản phẩm nó đẹp hơn. Em coi video đó thử coi. Đó, anh Hiếu hướng dẫn luôn á, anh Hiếu quay kỹ, anh Hiếu hướng dẫn cách để anh Hiếu rọi đèn và cách anh Hiếu chuyển động để anh Hiếu quay. Em làm trên điện thoại chứ làm trên máy tính chứ, anh nói anh hướng dẫn em là làm trên điện thoại thôi, đừng làm máy tính chậm lắm, tất cả làm trên điện thoại. Điện thoại là làm tuyệt vời luôn. Rồi coi về video của anh được chưa, video anh quay sản phẩm được không, hướng dẫn luôn trên video đó, cách thì dùng một cái đèn của cái máy hình thôi, một cái điện thoại, hai cái điện thoại thôi, qua lại thôi, sử dụng tí xíu là nó qua hiệu ứng ghét liền. Đấy, anh làm tí xíu thôi, chỉ có chuyển qua bằng cái điện thoại thôi. Điện thoại, một cái điện thoại rọi và một điện thoại quay. Anh Hiếu chỉnh, anh Hiếu quay một phát là ra em coi nó khác hoàn toàn. Đó, bằng cách anh Hiếu hướng dẫn cho em coi luôn đấy. Đẹp không? Em comment đi. Em comment đẹp không? Rồi, anh chờ em comment anh coi. Lung linh huyền ảo, quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Đơn giản không các bạn, đơn giản không? Anh rõ ràng anh quay cái chai tí xíu đó, anh quay đưa cho em coi đó, muốn nó to lên thì nó to lên, cái chai nó có tí xíu à, đó, muốn to lên thì mình cho nó to lên. Em thấy bí mật của những đứa nó làm video chưa, là ghê lắm. Anh đây là không có setup gì, anh ngồi tại cái phòng ngủ anh quay tí xíu gửi cho em coi thôi, chứ không phải là set up lên bàn quay của anh đâu. Tại vì cái nơi quay của anh bữa giờ là nó niêm phong, anh không đi được, anh không qua cái chỗ cái công ty anh để cái phòng quay của anh không có tới đó được để quay cho em coi. Rồi anh chỉ quay tại nhà, tại phòng ngủ, anh đưa vô dùng hai cái điện thoại quẹt qua quẹt lại rồi quay xong gửi cho các em. Đỉnh không, thích không các em? Em thích không? Bao nhiêu em là muốn anh Hiếu hướng dẫn các em đi sâu vào như vậy à? Quay video như vậy kiếm tiền được không? Quay về bán sản phẩm được không? Rồi em phải khai thác từ video mà ra tiền chứ. Khai thác video ra tiền. Một video anh Hiếu, một video mà hay, anh Hiếu kiếm cả 100 triệu từ bán sản phẩm. Một video hay bán cả 100 triệu, kiếm cả 100 triệu từ một việc anh Hiếu bán sản phẩm thôi.